Chương 1, thiên tài dư dụng, đấu lực, ba đoạn nhìn năm chữ to lớn có chút chói mắt trên trắc nghiệm ma thạch, thiếu niên mặt không chút thay đổi, thần sắc tự diễu, nắm chặt tay, bởi vì dùng lực quá mạnh làm móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, mang đến từng trận trận đau đớn trong tâm hồn. Tiêu Viêm, đấu lực, ba đoạn. Cấp bậc, cấp thấp. Bên cạnh trắc nghiệm ma thạch, một vị trung niên nam tử thoáng nhìn tin tức trên bia, ngữ khí hờ hững công bố. Trung niên nam tử vừa nói xong, không có gì ngoài ý muốn, Đám người trên quảng trường lại nổi lên trận trận châm chọc tao động, ba đoạn. Hắc hắc, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, thiên tài này một năm rồi vẫn dậm chân tại chỗ a. Ai, phế vật này thật sự là mất hết cả mặt mũi gia tộc. Nếu tộc trưởng không phải phụ thân của hắn, loại phế vật này sớm đã bị đuổi khỏi gia tộc, tự sinh tự diệt rồi, làm gì còn có cơ hội ở gia tộc ăn không uống không? Ai, thiên tài thiếu niên năm đó của Văn Ô Thản Thành, tại sao hôm nay lại lạc phách thành bộ dáng này cơ chứ? Ai mà biết được có lẽ do làm việc gì đó trái với lương tâm, làm thần linh nổi giận đó mà. chung quanh chuyển đến cười nhạo cùng thanh âm tiếc hận, dừng ở trong tai của thiếu niên, tựa như một chiếc dao nhọn hung hăng đâm vào tim hắn, khiến hô hấp của thiếu niên trở nên có chút rồn rập. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú non nớt, con người đen nhánh nhẹ nhàng đảo qua đám bạn cùng lứa tuổi đang trào phúng chung quanh, khóe miệng thiếu niên tự diễu, tựa hồ trở nên càng thêm chua sót. Những người này, đều thừa hơi như vậy sao? Có lẽ vì ba năm trước bọn họ từng trước mặt mình lộ ra bộ mặt tươi cười nhún nhường, cho nên hiện tại muốn đòi trở về đây mà. Mỉm cười chua xót, tiêu viêm chán nản xoay người, im lặng đi tới cuối hàng, thân ảnh cô đơn cùng thế giới xung quanh trở nên có chút lạc lõng. Người tiếp theo, tiêu mị nghe người tiến hành trắc nghiệm gọi tên, một thiếu nữ rất nhanh từ trong đám người đi ra, tiếng nghị luận ở xung quanh trở nên nhỏ đi rất nhiều, từng đạo ánh mắt nóng bỏng tập trung lên trên khuôn mặt của thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi không quá 14, dù chưa thể coi là tuyệt sắc, nhưng khuôn mặt non nớt kia cũng ẩn chứa trong đó một tia vũ mị nhàn nhạt, thanh thuần cùng vũ mị, một tập hợp mâu thuẫn, càng khiến nàng trở thành tiêu điểm của toàn trường. Thiếu nữ nhanh chóng đi lên, tay vuốt ve ma thạch bi quen thuộc, sau đó chậm rãi nhắm mắt. Tại lúc thiếu nữ nhắm mắt, ma thạch bi đen nhánh lại hiện lên quang mang. Đấu khí, bảy đoạn. Tiêu mị, đấu khí, bảy đoạn. Cấp bậc, cao cấp gia. Nghe trắc nghiệm viên đọc lên thành tích, thiếu nữ ngẩng mặt lên đắc ý cười, sách sách, bảy đoạn đấu khí, cứ theo tiến độ như vậy, chỉ sợ không quá 3 năm thời gian, nàng có thể trở thành một đấu giả chính thức rồi. Không hổ là hạt giống của gia tộc A. Nghe đám người truyền đến trận trận thanh âm hâm mộ, thiếu nữ tươi cười lại dạng dỡ thêm vài phần. Tâm hư vinh là thứ mà rất nhiều cô gái đều không thể kháng cự. Nhớ đến ngày thường hay cùng mấy tỷ muội đảm tiếu, tầm mắt tiêu mị bỗng nhiên xuyên qua đám người, dừng trên một đạo thân ảnh cô đơn. Nếu mày suy nghĩ một chút, tiêu mị vứt bỏ ý niệm trong đầu. Hiện tại hai người đã không còn cùng một giai tầng, lấy biểu hiện của tiêu viêm mấy năm này, sau khi trưởng thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm nhân viên hạ tầng của gia tộc mà thôi, mà thiên phú vĩ đại như nàng. Sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc, có thể nói là tiền đồ không thể hạn lượng. Ai, khẽ thở dài một tiếng, trong đầu tiêu mị, bỗng hiện ra hình ảnh một thiếu niên ý khí phong phát 3 năm trước đây, 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi có 9 đoạn đấu khí, 11 tuổi đột phá 10 đoạn đấu khí, ngưng tụ thành công đấu khí toàn, trở thành đấu già trẻ nhất trong vòng trăm năm của gia tộc thiếu niên trước kia bộ dáng tự tin lại thêm tiềm lực không thể hạn lượng không biết đã làm bao cô gái động xuân tâm đương nhiên trong đó cũng có cả tiêu mị nhưng con đường của thiên tài từ trước đến giờ luôn luôn chắc trở ba năm trước khi danh vọng của thiếu niên thiên tài đạt tới đỉnh cao nhất cũng là lúc đột ngột phải thừa nhận đả kích tàn khốc nhất không chỉ có vừa vất vả khổ tu ngưng tụ đấu khí toàn trong một đêm biến mất mà đấu khí theo thời gian trôi qua lại càng trở nên càng ngày càng ít đi một cách quỷ dị kết quả của đấu khí biến mất, đó chính là thực lực không ngừng giảm đi. Từ thiên tài, một đêm trở thành một thứ mà ngay cả người bình thường cũng không bằng. Loại đả kích này, khiến thiếu niên từ đó thất hồn lạc phách, cái tên thiên tài, cũng dần dần bị khinh thường cùng châm chọc thay thế. Trèo càng cao, ngã càng đau, lần ngã này có lẽ sẽ không còn cơ hội đứng dậy nữa. Người tiếp theo, Tiêu Hân Nhi. Trong âm thanh huyên náo của đám người, thanh âm của trách nhiệm viên lại vang lên. Theo đó là một cái tên thanh nhã vang lên, Đám người bỗng trở nên im lặng, ánh mắt đều dịch chuyển. Tại nơi ánh mắt tụ hội, một thiếu nữ áo tím đang đạm nhã đứng đó, khuôn mặt non nớt bình tĩnh, không vì bị mọi người chú ý mà thay đổi chút nào. Thiếu nữ khí chất lãnh đạm tựa như đóa sen mới nở, tuổi nhỏ đã có khí chất thoát tục, khó có thể tưởng tượng sau này lớn lên, thiếu nữ này sẽ khuynh quốc khuynh thành đến mức độ nào. Tự ý thiếu nữ này, nói về mỹ mạo cùng khí chất, so với tiêu mị trước đó lại càng hơn vài phần, khó trách mọi người đều có động tác như vậy khẽ bước tới, thiếu nữ tên Tiêu Huân Nhi đi tới phía trước ma thạch bi, bàn tay nhỏ bé đưa lên, ống tay áo theo đó mà chảy xuống, lộ ra da, da thịt trắng nõn nà, sau đó đặt nhẹ tay lên bia đá. Sau một khoảng trầm tĩnh, trên thạch bia hiện lên ánh sáng chói mắt. Đấu khí, chín đoạn, cấp bậc cao cấp. Nhìn mấy chữ trên thạch bia, giữa sân trở nên tĩnh lặng. Đã tới chín đoạn rồi, thật là khủng bố mà. Người đứng đầu trong giới trẻ của gia tộc, chỉ sợ không ai ngoài Huân Nhi tiểu thư a. Yên tĩnh qua đi, các thiếu niên xung quanh đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Đấu khí, con đường bắt buộc phải đi qua của mỗi đấu giả. Sơ giai đấu khí chia từ 1 đến 10 đoạn, đấu khí trong cơ thể đạt tới 10 đoạn là có thể ngưng tụ đấu khí toàn, trở thành một đấu giả được người khác tôn trọng. Trong đám người, Tiêu Mị nhíu mày nhìn cô gái áo tím đứng trước bia đá, trên mặt hiện lên một tia ghen tị. Nhìn tin tức trên thạch bia, khuôn mặt hờ hững của trung niên trách nghiệm viên bên cạnh cũng lộ ra một tia mỉm cười hiếm hoi đối với cô gái thoáng dùng âm thanh cung kính nói, huân nhi tiểu thư, nửa năm sau, tiểu thư hẳn sẽ có thể ngưng tụ đấu khí toàn. Nếu thành công, 14 tuổi trở thành một đấu già chân chính, tiểu thư sẽ là người thứ hai của tiêu gia trong trăm năm nay. Đúng vậy, người thứ hai, người thứ nhất đó chính là thiên tài đã mất đi ánh. Hào quang tiêu viêm. Cảm ơn. Thiếu nữ khẽ gật đầu, khuôn mặt bình thản không vì được hắn khích lệ mà vui sướng, im lặng xoay người, dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, chậm rãi đi đến cuối đám người, tới trước mặt thiếu niên đang suy sụp. Tiêu viêm ca ca. Tại lúc đến bên cạnh thiếu niên, thiếu nữ dừng chân, đối với tiêu viêm cung kính cúi người, trên khuôn mặt xinh đẹp, cư nhiên lộ ra nụ cười thanh nhã khiến các cô gái chung quanh, cũng phải trở nên ghen tị. Huynh bây giờ còn có tư cách để muội gọi như vậy sao? Nhìn trước mặt đã trở thành khỏa minh châu sáng nhất trong gia tộc kia, tiêu viêm chua xót nói, sau khi bản thân hắn tụt dốc nàng chính là một, trong số cực ít những người vẫn bảo trì tôn kính đối với hắn tiêu viêm ca ca, trước kia huynh đã từng nói với Huân Nhi, có thể buông, mới có thể cầm lấy, thu phóng tự nhiên mới là người tự tại. Tiêu Huân Nhi mỉm cười ôn nhu nói, giọng nói non nớt, khiến người tâm đã chết cũng cảm thấy ấm lòng. Ha, ha, người tự tại sao? Huynh cũng chỉ biết nói mà thôi, muội xem bộ dáng hiện tại của Huynh đi, giống một người tự tại sao? Hơn nữa, thế giới này, cơ bản cũng không phải là thế giới của Huynh. Tiêu viêm cười tự diễu nói, đối với sự suy sụp của Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi khẽ cau mày, thật lòng nói: Tiêu Viêm ca ca, tuy muội cũng không biết huynh vì sao lại bị như vậy, bất quá, Huân Nhi tin tưởng, huynh sẽ lại đứng dậy, lấy lại vinh quang và tôn nghiêm của huynh. Kết thúc câu nói, khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ lần đầu tiên hiện lên nét ửng đỏ nhàn nhạt, nhạt. Tiêu Viêm ca ca năm đó thực ra rất hấp dẫn. À à, đối với lời nói thẳng thắn của thiếu nữ, thiếu niên xấu hổ cười một tiếng, nhưng lại không nói gì, người không phong lưu phí hoài tuổi trẻ nhưng hắn hiện tại thực sự đã không còn tư cách cùng tâm tình đó nữa, yên lặng xoay người, chậm rãi đi ra khỏi quảng trường. Đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô độc của thiếu niên, tiêu huân nhi trù trừ một thoáng, sau đó bỏ lại tiếng sói chu tiếng ghen tị tại phía sau, bước nhanh theo, cùng thiếu niên sóng vai bước đi. Chương 2, đấu khí đại lục trăng sáng vằng vặc, bầu trời đầy sao. Trên đỉnh núi, tiêu viêm nằm trên mặt cỏ, trong miệng ngậm một nhánh cỏ xanh, khẽ nhấm nháp, tùy ý để tư vị chua chát tràn ngập trong miệng giơ lên bàn tay trắng nõn lên trước mặt, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở giữa các ngón tay, nhìn vầng trăng bạc trên bầu trời xa xăm. Ai? Nhớ đến trách nhiệm lúc buổi chiều, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, miễn cưỡng co tay lại, hai tay đỡ lấy đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt. 15 năm rồi. Âm thanh nho nhỏ bỗng nhiên không hề báo trước từ trong miệng thiếu niên xuất ra. Trong lòng Tiêu Viêm có một cái bí mật chỉ mình hắn biết, hắn không phải người của thế giới này, hoặc có thể nói là linh hồn của Tiêu Viêm không thuộc về thế giới này hắn đến từ một nơi tên là địa cầu tuy nhiên vì sao hắn lại đến được nơi này hắn cũng không thể giải thích được sống qua một khoảng thời gian hắn hiểu ra được hắn đã xuyên việt theo ý hiểu của mình xuyên việt tức là vượt qua chiều không gian khác theo tuổi dần dần tăng lên đối với đại lục này tiêu viêm cũng đã có chút lý giải mơ hồ về nó đại lục tên là đấu khí đại lục trên đại lục không có các loại ma pháp như trong tiểu thuyết mà đấu khí mới là chủ nhân duy nhất của đại lục tại đại lục này tu luyện đấu khí Cơ hồ dưới sự cố gắng của vô số thế hệ đã phát triển đến mức đỉnh cao, hơn nữa nhờ phạm vi đấu khí không ngừng mở rộng, cuối cùng đã phát triển vào dân gian, việc này khiến cho đấu khí cùng nhân loại càng trở nên quen thuộc, do đó, tầm quan trọng của đấu khí trong đại lục này là không gì có thể thể thay thế. Trải qua thống kê, đấu khí đại lục đem đấu khi chia ra các cấp bậc từ thấp đến cao, chia làm 4 giai 12 cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, mà mỗi đẳng cấp lại phân làm sơ, trung, cao 3 cấp tu luyện đấu khí cấp bậc cao hay thấp cũng là mấu chốt quyết định thành tựu sau này, ví dụ như người tu luyện công pháp trung cấp huyền, giai tất nhiên sẽ mạnh hơn người cùng cấp bậc tu luyện công pháp trung cấp hoàng, giai. Đấu khí đại lục, phân biệt mạnh yếu, quyết định qua 3 điều kiện. Bạn đang đọc truyện tại www. Chuyện phun đầu tiên, trọng yếu nhất đương nhiên là tự thân thực lực, nếu thực lực chỉ có nhất tinh đấu giả, thì dù có luyện công pháp thiên giai tuyệt thế, cũng không thể chiến thắng một người tu luyện công pháp hoàng giai đấu sư tiếp theo đó là công pháp đồng cấp bậc cường giả nếu công pháp của ngươi cao hơn đối phương như vậy tại lúc tỷ thí sẽ có ưu thế rất lớn loại cuối cùng gọi là đấu kỹ tên như ý nghĩa đây là một loại kỹ năng phát huy đấu khí đặc thù đấu khí trên đại lục cũng có cấp bậc phân biệt cũng chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cấp đấu khí đại lục số lượng đấu kỹ không hề ít bình thường đấu kỹ chuyển lưu ra ngoài phần lớn đều là hoàng cấp muốn đạt được đấu kỹ cao thâm thì phải gia nhập tông phái hoặc đấu khí học viện trên đại lục đương nhiên một số người do kỳ ngộ hoặc được tiền nhân để lại công pháp hoặc có đấu kỹ tương xứng với chính bản thân mình thì loại đấu kỹ đó phối hợp với công pháp khiến uy lực của nó càng mạnh hơn dựa vào ba điều kiện này có thể phán đoán mạnh yếu tổng thể mà nói nếu có thể có được cấp bậc công pháp càng cao sau này phát triển càng không cần phải nói bất quá công pháp tu luyện cao cấp đấu khí người thường đều rất khó tìm được công pháp chuyển lưu tại tầng lớp phổ thông nhiều nhất cũng chỉ là hoàng giai công pháp một số gia tộc cường đại hoặc trung tiểu tông phái mới có phương pháp tu luyện huyền giai, ví dụ như gia tộc của Tiêu Viêm, công pháp cao nhất chỉ có tộc trưởng mới có tư cách tu luyện. Cuồng sư nộ cương là một loại phong thuộc tính công pháp đấu khí trung cấp huyền giai. Trên huyền giai, đó là địa giai, loại công pháp cao thâm này chỉ có thế lực siêu nhiên hoặc đại đế quốc mới có thể có, còn thiên giai thì đã mấy trăm năm chưa từng thấy xuất hiện. Theo lý luận, người bình thường muốn có được công pháp cao cấp, cơ bản đều là khó như lên trời, nhưng mọi sự đều không có tuyệt đối, theo đấu khí đại lục mở rộng ra, vạn tộc tràn vào an cư lập nghiệp, phía bắc đại lục có man tộc được xưng là lực lượng mạnh mẽ vô cùng, có thể cùng thú hồn hợp thể. Phía nam đại lục cũng có các loại gia tộc ma thú cao cấp có trí tuệ, hay chủng tộc hắc ám âm ngoan quỷ dị, bởi vì địa vực mở ra, nên có rất nhiều ẩn sĩ vô danh, tại lúc sinh mệnh kết thúc, có lẽ sẽ đem công pháp do mình sáng tạo để ở một nơi, chờ đợi người có duyên đến lấy. Tại đấu khí đại lục truyền lưu một câu nói, nếu có một ngày, ngươi rơi xuống một cái sơn động không cần kinh hoàng đi về phía trước hai bước có lẽ nó sẽ giúp ngươi trở thành cường giả của thế giới này nói như vậy cũng không phải là giả trong ngàn năm lịch sử của đại lục cũng không thiếu loại cố sự nhờ những kỳ ngộ này mà trở thành cường giả mà cố sự tạo thành hiệu quả là rất nhiều người tìm đến các vách núi hòng đi tìm tuyệt thế công pháp đương nhiên những người này phần lớn đều là gãy tay gãy chân mà về tóm lại đây là một mảnh đất tràn ngập kỳ tích và người sáng tạo nên kỳ tích Đương nhiên, muốn tu luyện bí tịch đấu khí, ít nhất phải trở thành đấu giả chân chính mới có tư cách này, mà tiêu viêm thì cách mục tiêu đó còn rất xa. Phi, nhổ ra cây cỏ trong miệng, tiêu viêm đột nhiên nhảy dựng lên, khuôn mặt dữ tợn, đối với bầu trời thất xích gào lên, ta đệt cơm miệng mài, đem lão tử xuyên qua thời không sang đây là một cái phế vật sao. Kháo, để là thảo thì không có ý nghĩa gì trong câu này cả. Vốn từ có hạn quá không biết bên tàu dùng cái chữ này với nghĩa là gì đại khái là, chửi hay thốt lên bất mãn ý mà, ta thảo, chắc cũng gần giống câu ta ngất ó ta kháo chứ ứng với nghĩa là cây cỏ thì bó tay quá. Ở kiếp trước, Tiêu Viêm là một người cực kỳ bình phàm, tiền tài gái đẹp so với hắn căn bản là hai cái đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm gặp nhau, nhưng sau khi đến đấu khí đại lục, Tiêu Viêm kinh hỉ phát hiện, nhờ có kinh nghiệm hai đời, linh hồn của hắn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Phải biết rằng, tại đấu khí đại lục, linh hồn là do trời sinh, có thể theo tuổi lớn lên mà mạnh hơn một chút nhưng chưa có công pháp nào có thể đơn độc tu luyện linh hồn cho dù là thiên giai công pháp cũng không thể đây là kiến thức cơ bản nhất tại đấu khí đại lục linh hồn cường hóa cũng tạo nên thiên phú tu luyện cho tiêu viêm đồng thời cũng tạo nên danh tiếng thiên tài cho hắn khi một người bình thường biết mình có tiền vốn để trở thành tiêu điểm cho ánh mắt của vô số người nếu không có đủ định lực rất khó có thể giữ vững tâm tính của mình rất hiển nhiên kiếp trước tiêu viêm là một người bình thường cũng không có định lực cao hơn người khác cho nên lúc hắn bắt đầu tu luyện đấu khí, hắn lựa chọn làm thiên tài, tiêu điểm trước con mắt của mọi người mà không phải là phát triển trong an tĩnh. Nếu không có việc gì ngoài ý muốn, Tiêu Viêm thực sự có thể đem hai chữ thiên tài càng lúc càng vang xa, đáng tiếc, tại năm hắn 11 tuổi, danh tiếng thiên tài đột nhiên bị biến cố cướp đoạt đi, mà thiên tài cũng trong một đêm trở thành phế vật cho mọi người chế nhạo. Sau khi hét lên vài tiếng, cảm xúc của Tiêu Viêm chậm rãi bình ổn dần, khuôn mặt lại hồi phục bộ dáng yên lặng như ngày thường, mọi việc đã đến nước này hắn có nổi giận thế nào đi nữa cũng không thể vãn hồi đấu khí toàn mà trước đó hắn phải vất vả tu luyện chua sót lắc đầu trong lòng tiêu viêm kỳ thật có một tia ủy khuất cơ bản là hắn đối với thân thể của chính mình xảy ra chuyện gì cũng không hề biết ngày thường kiểm tra cũng không phát hiện ra không đúng ở chỗ nào linh hồn theo tuổi gia tăng cũng càng ngày càng cường đại hơn nữa tốc độ hấp thu đấu khí so với trạng thái đỉnh cao của vài năm trước còn mạnh mẽ hơn vài phần những thứ đó này đều nói rõ lên rằng thiên phú của mình không hề suy giảm nhưng đấu khí tiến vào cơ thể đều biến mất toàn bộ không chút ngoại lệ, tình hình quỷ dị khiến tinh thần Tiêu Viêm ảm đạm bi thương. Ảm đạm thở dài, Tiêu Viêm nâng tay lên, trên ngón tay có một chiếc nhẫn màu đen, chiếc nhẫn rất cổ xưa, không biết do tài liệu nào làm ra, bên trên còn có đường hoa văn mở nhạt, đây là lễ vật duy nhất mà mẫu thân trước khi chết đưa cho hắn, bắt đầu từ lúc 4 tuổi đến nay, hắn đã đeo nó 10 năm, di vật của mẫu thân làm Tiêu Viêm đối với nó có một phần quyến luyến. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giới chỉ, tiêu viêm cười khổ nói, mấy năm nay, thật sự đã phụ lòng kỳ vọng của mẫu thân rồi. Thở dài một tiếng, tiêu viêm bỗng nhiên quay đầu. Đối với rừng cây đề nhánh ấm áp cười nói, phụ thân, ngài tới rồi ạ. Tuy đấu khí chỉ có tam đoạn, bất quá linh hồn cảm giác của tiêu viêm, so sánh với một ngũ tinh đấu giả còn mẫn tuệ hơn nhiều. Ngay trong lúc nhắc đến mẫu thân, hắn đã phát hiện ra trong rừng cây có động tĩnh. Ha ha, viêm nhi, muộn thế này rồi, tại sao còn ở trên này? Trong rừng cây, sau một thoáng im lặng chuyển ra tiếng cười quan tâm của nam tử cành cây lay động một chút, một vị trung niên nam tử bước ra, khuôn mặt mang theo nụ cười, dừng ở chỗ đứa con của mình đang đứng dưới ánh trăng. Trung niên nhân mặc một bộ y sam họa lệ màu xám, long hành hổ bộ rất có uy nghiêm, trên mặt một đôi lông mày thô dày lại tăng thêm vài phần hào khí, đó là Tiêu gia đương nhiệm tộc trưởng đồng thời là phụ thân của Tiêu Viêm, ngũ tinh đại đấu sư Tiêu Chiến. "Phụ thân, chẳng phải ngài cũng chưa nghỉ ngơi sao?" Nhìn trung niên nam tử, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm càng đậm. Tuy mình có trí nhớ kiếp trước, bất quá từ lúc hắn sinh ra đến nay, vị phụ thân trước mặt này đối với hắn cực kỳ sùng ái, sau khi hắn suy sụp càng không giảm mà tăng, như vậy cũng đủ làm cho tiêu viêm cam tâm gọi hắn một tiếng phụ thân rồi. Viêm nhi, còn nghĩ tới việc trách nhiệm buổi chiều sao? Bước nhanh tiến lên, tiêu chiến cười nói. Ha ha, có gì để nghĩ đâu, tất cả đều trong dự kiến rồi mà. Thiếu niên lắc lắc đầu, nụ cười cũng có chút miễn cưỡng. Ai, nhìn khuôn mặt có chút non nớt của tiêu viêm, Tiêu Chiến hít một hơi, trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói, Viêm Nhi, năm nay ngươi 15 tuổi rồi đúng không? Vâng, phụ thân qua một năm nữa, tựa hồ, phải tiến hành nghi thức trưởng thành rồi, Tiêu Chiến cười khổ nói. Đúng vậy, phụ thân, còn có một năm nữa thôi. Bàn tay có chút siết chặt, Tiêu Viêm bình tĩnh trả lời, nghi thức trưởng thành đại biểu cho cái gì hắn tự nhiên hiểu rõ, chỉ cần qua trưởng thành nghi thức, hắn không có tiềm lực tu luyện. Tự nhiên sẽ bị hủy bỏ tư cách tiến vào đấu khí cát, tiến hành tìm kiếm công pháp đấu khí, sau đó là bị phân đến các nơi có sản nghiệp của gia tộc, làm một số công việc bình thường. Đây là tộc quy của gia tộc, cho dù phụ thân hắn cũng không thể thay đổi. Mà, nếu trước 25 tuổi vẫn chưa trở thành một đấu giả thì gia tộc cũng sẽ ghi nhận nữa. Thật xin lỗi con, viêm nhi, nếu một năm sau đấu khí của con chưa đạt đến thất đoạn thì phụ thân cũng chỉ có thể nhịn đau đem con phân về trong sản nghiệp của gia tộc mà thôi. Việc này cũng không phải một mình phụ thân có thể định đoạt mấy cái lão gia hỏa kia mọi lúc đều chờ phụ thân mắc sai lầm ai. Nhìn tiêu viêm bình tĩnh, tiêu chiến có chút hổ thẹn thở dài. Phụ thân, con sẽ cố gắng, một năm sau con nhất định sẽ đạt tới thất đoạn đấu khí. Tiêu viêm mỉm cười an ủi. Một năm, tăng bốn đoạn sao. Ha ha, nếu là trước kia, có lẽ còn có thể, bất quá hiện tại, không có một điểm cơ hội nữa rồi. Tuy an ủi phụ thân như vật, nhưng trong lòng tiêu viêm vẫn cười khổ tự diễu cũng là phi thường hiểu rõ tiêu viêm, tiêu chiến cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Hắn biết một năm tăng bốn đoạn đấu khi có bao nhiêu khó khăn, vỗ nhẹ đầu hắn, bỗng nhiên cười nói, đã không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai gia tộc sẽ có khách quý tới, con cũng đừng để thất lễ. Khách quý? Ai ạ? Tiêu viêm tò mò hỏi. Ngày mai sẽ biết. Nháy nháy mắt với tiêu viêm, tiêu chiến cười to mà đi, chỉ lưu lại tiêu viêm với cảm giác bất đắc dĩ. Yên tâm đi phụ thân, con sẽ cố hết sức vuốt ve chiếc nhẫn cổ xưa trên tay, tiêu viêm ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói. Trong lúc tiêu viêm ngẩng đầu đó, chiếc nhẫn màu đen cổ xưa, trên tay bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng cực kỳ yếu ớt quỷ dị, ánh sát chỉ chớp lên trong nháy mắt, không có bất cứ ai phát hiện ra. Chương 3, khách nhân trên giường, thiếu niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay trước người làm một cái kỳ dị thủ ấn, ngực nhẹ phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, lúc hơi thở tuần hoàn có nhàn nhạt bạch sắc khí lưu theo miệng, mũi đi vào cơ thể ôn dưỡng cốt cách cùng thân thể lúc thiếu niên nhắm mắt tu luyện trên ngón tay hắc sắc cổ xưa giới chỉ lại quỷ dị sáng lên sau đó lập tức biến mất hô chậm rãi thở một hơi thiếu niên hai mắt đột nhiên mở một đôi nhàn nhạt, nhạt bạch mang tại đêm tối hiện lên đó là vừa bị hấp thu mà chưa hoàn toàn luyện hóa đấu khí đấu khí vất vả tu luyện được lại biết mất ta ta thảo cảm ứng đấu khí trong cơ thể thiếu niên khuôn mặt đột nhiên phẫn nộ thanh âm có chút bén nhọn mắng nắm tay gắt gao nhét vào nhau, một lúc sau, thiếu niên cười khổ lắc lắc đầu, mệt mỏi nằm xuống giường, giãn chân cùng đùi đang có chút run rẩy ra, chỉ có ba đoạn đấu khí, hắn không có khả năng vô thị các loại mệt nhọc. Tại trong phòng hoạt động thân thể đơn giản một chút, ngoài phòng truyền đến già nua thanh âm, Tam thiếu gia, tộc trưởng gọi ngươi đến đại sảnh. Tam thiếu gia, Tiêu Viêm đứng thứ ba trong nhà, trước hắn có hai người ca ca, bất quá bọn họ đã sớm ra ngoài lịch lãm, thỉnh thoảng mới về nhà. Hai vị ca ca này đối với vị thân đệ đệ Tiêu Viêm cũng rất không sai, nga. Thuận miệng đáp, Tiêu Viêm đi ra khỏi phòng, đối với ngoài phòng một cái thanh sam lão giả mỉm cười nói, đi thôi, mặc quản gia. Nhìn thiếu niên non nớt khuôn mặt, thanh sam lão giả hỏa thiện gật gật đầu, lúc xoay người trong mắt xẹt qua một mặt không ai phát hiện tiếc hiện, ai, lấy thiên phú của Tam thiếu gia trước kia chỉ sợ sớm đã trở thành một xuất sắc đấu giả, đáng tiếc, theo lão quản gia ra khỏi hậu viện, tại nghênh khách đại sảnh ngừng lại, Cung kính gõ cửa sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào đại sảnh rất lớn, người ngồi bên trong cũng không ít, vài người ngồi cao nhất là Tiêu Chiến và ba vị sắc mặt đạm mạc lão giả, bọn họ là trưởng lão trong tộc, quyền lợi không bé hơn tộc trưởng tại bốn người bên trái, ngồi một số trưởng bối có thực lực không kém trong gia tộc, ở bên cạnh họ cũng có một số biểu hiện kiệt xuất trong gia tộc tuổi trẻ một đời một bên khác, ngồi ba người lạ lẫm, nói như vậy bọn họ là khách quý mà Tiêu Chiến nói đêm qua. Có chút nghi hoặc ánh mắt đảo qua tại ba người xa lạ bên trong ba người, có một vị mặc nguyệt bạch y bào lão giả. Lão giả tươi cười đầy mặt, thần thái sáng láng, một đôi nho nhở song nhãn quang mang ngẫu thiểm, tầm mắt của tiêu viêm khẽ hạ xuống, dừng ở lão giả trên ngực, đột nhiên dùng mình. Tại lão giả trên ngực y bào rõ ràng có một cái ngân sắc thiển nguyệt, tại thiển nguyệt xung quanh có bảy khỏa kim quang lòe lòe tinh thần, thất tinh đại đấu sư. Lão nhân này lại là một vị thất tinh đại đấu sư. Thật là người không thể nhìn tướng. Tiêu viêm trong lòng kinh dị, thực lực của lão giả này so với phụ thân mình còn mạnh hơn hai tinh. Người có thể trở thành đại đấu sư, ít nhất cũng là danh chấn một phương cường giả, thực lực như vật sẽ được tất cả các thế lực su chi nhiệm vụ. Vậy mà bỗng nhiên lại gặp một vị cường giả có cấp bậc như vậy, cũng khó trách tiêu viêm sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bên cạnh lão giả, ngồi một đôi tuổi trẻ nam nữ, bọn họ đều mặc giống nhau nguyệt bạch bào trang phục, nam tử tuổi khoảng 20, tướng mạo anh tuấn, phối hợp vóc người cao lớn, rất có mị lực, trọng yếu nhất là năm khỏa kim tinh trên ngực, đại biểu thanh niên này thực lực, ngũ tinh đấu giả, có thể 20 tuổi trở thành một ngũ tinh đấu giả, nói lên thanh niên thiên phú tu luyện cũng rất cao anh tuấn tướng mạo, hơn nữa bất tục thực lực, vị thanh niên này không chỉ đem bao nhiêu thiếu nữ trong gia tộc mê đến thần hồn điên đảo, ngay cả Tiêu Mị ngồi một bên, mỹ mâu nhìn về phía bên này, cũng phát ra dị thải thiếu nữ thầm đưa mắt, bất quá với thanh niên này không có chút hấp dẫn lực. Lúc này, vị thanh niên kia đang đem chú ý lực tập trung tại xinh đẹp thiếu nữ ngồi bên cạnh thiếu nữ này tuổi cùng tiêu viêm tương phản, làm tiêu viêm ngoài ý muốn chính là nàng dung mạo, so với tiêu mị còn đẹp hơn vài phần, tại bên trong gia tộc, cũng chỉ có giống như hoa sen tiêu hân nhi có thể so sánh, khó trách nam tử này đối với trong tộc mấy cái yên chi tục phấn, khinh thường một cỗ thiếu nữ mềm mại vành tai có một cái lục sắc ngọc trụy, khẽ động một chút, phát ra thanh thúy ngọc hưởng, đột ngột hiện ra một mặt kiều quý. Ngoài ra, tại thiếu nữ bắt đầu phát dục trên ngực, có ba khỏa kim tinh tam tinh đấu giả, cô gái này, nếu không có nhờ ngoại vật kích phát thì chính là một cái tuyệt đỉnh thiên tài trong lòng nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh ánh mắt tiêu viêm tại trên mặt cô gái dừng lại một chút rồi rời đi nói thế nào đi nữa dưới ngây thơ ngoại mạo của hắn chính là một cái thành thục linh hồn tuy thiếu nữ rất đẹp bất quá hắn cũng không nhàn tâm lộ ra chảy nước miếng chư ca bộ dáng hành động của tiêu viêm khiến thiếu nữ cảm thấy kinh ngạc tuy nhiên nàng cũng không phải loại người nghĩ thế giới đều vây quanh mình nữ hài bất quá khí chất và mỹ mạo của mình nàng rất hiểu rõ Tiêu Viêm tùy ý động giác thực sự làm nàng có chút ngoài ý muốn, đương nhiên, cũng chỉ như vậy mà thôi. Phụ thân, ba vị trưởng lão. Bước nhanh về phía trước, đối với bốn người Tiêu Chiến cung kính hành lễ, "A à, a, à, Viêm Nhi, đến rồi a, à, mau ngồi xuống đi." Thấy Tiêu Viêm đã đến, Tiêu Chiến dừng lại cùng khách nhân Đàm Tiếu, hướng về phía hắn gật gật đầu, vất tay nói. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm làm như không thấy ba vị trưởng lão phóng đến không kiên nhẫn và khinh thường, quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên phát hiện không có vị trí của mình, ai, địa vị cảo mình trong gia tộc, xem ra càng ngày càng thấp a, à, ngày xưa còn tốt, nhưng hiện tại lại làm ta trước mặt khách nhân khó xử, ba cái lão bất tử này, trong lòng tự giễu cười, Tiêu Viêm thầm nhủ lắc đầu. Nhìn Tiêu Viêm đứng tại chỗ, người tuổi trẻ trong gia tộc đều nhịn không được cười châm chọc, hiển nhiên đều rất thích xem hắn mất mặt bộ dáng. Lúc này, Tiêu Chiến phía trên cũng phát hiện Tiêu Viêm xấu hổ, khuôn mặt hiện lên tức giận, đối với bên cạnh lão giả nhíu mày nói, "Nhị trưởng lão, ngươi" khái, thật xin lỗi, thế nhưng đem tam thiếu ra quên mất, a à, a, à, ta lập tức gọi người chuẩn bị. Hoàng bào lão già bị tiêu chiến chừng mắt chỉ nhàn nhạt cười, tự trách, vỗ vỗ chán, nhưng trong mắt châm chọc không có che giấu bao nhiêu tiêu viêm ca ca, ngồi ở đây đi. Thiếu nữ nhàn nhạt tiếng cười, bỗng nhiên tại đại sảnh vang lên. Ba vị trưởng lão ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía trong góc im lặng tiêu hân nhi, miệng nhuyễn nhuyễn, thế nhưng đều không dám nói nữa. Tại trong góc đại sảnh, tiêu hân nhi mỉm cười khép lại bộ sách rất dày, khí chất đạm nhã thong dong, đối với tiêu viêm đáng yêu chớp chớp mắt. Nhìn tiêu hân nhi mỉm cười khuôn mặt, tiêu viêm trần trừ một chút, vuốt mũi gật gật đầu, sau đó tại đông đảo thiếu niên ghen tị ánh mắt, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Bạn đang đọc truyện tại HTTP, Chu Yên Phun, VN ngươi lại giúp ta giải vây. Người bên cạnh thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm, tiêu viêm cười nhẹ nói. Tiêu Hân Nhi nhợt nhạt cười, khuôn mặt lộ ra đáng yêu má lúm đồng tiền, mảnh khảnh ngón tay lại mở ra cổ xưa bộ sách, tuổi nhỏ đã có một loại chi tính mỹ cảm, lông mi chớp động, bỗng nhiên có chút buồn bã nói, tiêu viêm ca ca đã có 3 năm không một mình ngồi cạnh Huân Nhi. Ách, Huân Nhi hiện tại là thiên tài trong gia tộc, muốn có bằng hữu còn không đơn giản sao. Nhìn thiếu nữ có chút u oán khuôn mặt, tiêu viêm kiển tiếu nói, lúc Huân Nhi 4 tuổi đến 6 tuổi, mỗi ngày buổi tối đều có một người vào phòng ta, sau đó dùng một loại rất ngốc ngách thủ pháp cùng với không hùng hậu đấu khí. Ôn dưỡng ta kinh mạch cùng cốt cách, mỗi lần đều tự mình đổi mồ hôi đầm đìa mới mỏi mệt rời đi. Tiêu viêm ca ca, ngươi nói hắn là ai? Huân Nhi trầm mặc một lúc bỗng quay đầu, đối với tiêu viêm thản nhiên cười, thiếu nữ phong tình làm chung quanh thiếu niên ánh mắt tỏa sáng. Khái, ta, ta làm sao biết được? Trong lòng lại nhảy dựng lên, tiêu viêm xấu hổ cười hai tiếng, lập tức có chút tâm hư đem ánh mắt chuyển đến trong đại sảnh. Hi hi, nhìn phản ánh của tiêu viêm, tiêu Huân Nhi hòa nhã cười, ánh mắt chuyển đến trên bộ sách, Hẳn nhiên tự nói, tuy biết là hắn có ý tốt, nhưng Huân Nhi mặc kệ, dù gì đi nữa người ta cũng là nữ hài tử, làm gì có đạo lý trộm động chạm đến nữ hài tử thân thể, nếu Huân Nhi tìm thấy người đó, hừ, khóe miệng giật giật, Tiêu Viêm trong lòng có chút tâm hư, không nói một lời. Chương 4, Vân Lam Tông trong đại sảnh, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đang cùng vị lạ lẫm lão giả kia nói chuyện với nhau, bất quá vị lão giả này tựa như có việc gì đó khó nói, lời nói mỗi khi đến miệng lại bất đắc dĩ nốt lại, mà mỗi lần như vậy Kiều quý thiếu nữ ngồi bên cạnh lại nhịn không được liếc mắt nhìn lão giả vểnh tai lắng nghe một hồi, tiêu viêm có chút nhàm chán lắc đầu tiêu viêm ca ca, người biết thân phân phận bọn họ không? Đang lúc tiêu viêm nhàm chán muốn ngủ gật, tiêu huân nhi mảnh khảnh ngón tay lại mở ra cổ xưa bộ sách, mỉm cười nói, người biết, tò mò quay đầu lại, tiêu viêm kinh ngạc hỏi, nhìn thấy trên bảo phục của họ có vân thải ngân kiếm không? Mỉm cười một cái, huân nhi nói, Nga, trong lòng chấn động, ánh mắt tiêu viêm chuyển hướng đến ba người quả nhiên phát hiện một đám mây có hình ngân kiếm, bọn họ là người của Vân Lam Tông. Tiêu Viêm kinh ngạc thấp giọng nói, tuy không ra ngoài lịch lãm, bất quá Tiêu Viêm đọc trong một số bộ sách có Vân Lam Tông đại khái giới thiệu, tiêu gia ở tại một thành thị tên là Ô Thản Thành, Ô Thản Thành thuộc về gia mã đế quốc, tuy nhiên tòa thành này nhờ có ma thú sơn mạch địa lợi mà được nằm trong nhóm các đại thành thị, bất quá cũng xếp ở gần cuối. Gia tộc của Tiêu Viêm tại Ô Thản Thành rất có phân lượng, bất quá cũng không phải là duy nhất trong thành còn có hai đại gia tộc khác, thực lực không kém tiêu gia bao nhiêu, tam phương không ngừng minh tranh ám đấu mấy chục năm, cũng bất phân thắng bại. Nếu nói tiêu gia ở ô thản thành độc bá, thì Vân Lam Tông có lẽ phải nói là độc bá cả gia mã đế quốc. Tranh lệch của hai bên giống như hồng câu, khó trách ngay cả phụ thân ngày thường nghiêm túc, trong lời nói cũng rất kính sợ. Bọn họ đến gia tộc ra làm gì? Tiêu viêm có chút nghi hoặc thấp giọng hỏi. Di động mảnh khảnh đầu ngón tay một chút, huân nhi trầm mặc một lúc mới nói có lẽ cùng tiêu viêm ca ca có quan hệ ta ta cũng không quen biết bọn họ a à, nghe vậy tiêu viêm dùng mình lắc đầu phủ nhận biết tên của thiếu nữ kia không huân nhi nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn đối diện kiều quý cô gái là gì nhướng mày tiêu viêm truy vấn nạp lan yên nhiên huân nhi khuôn mặt có chút cổ quái liếc mắt nhìn thân hình có chút cứng ngắc tiêu viêm nạp lan yên nhiên gia mã đế quốc sư tâm nguyên soái nạp lan kiệt cháu gái nạp lan yên nhiên Người đó, người đó là hôn thê của ta. Tiêu viêm sắc mặt cứng ngắc nói. Hì hì, ra ra năm đó cùng nạp lan kiệt là hảo hữu, mà vừa đúng lúc ấy ngươi cùng nạp lan yên nhiên đồng thời xuất sinh, cho nên hai vị lão gia tử quyết định hôn sự này. Bất quá, sau khi người xuất sinh ba năm, ra ra cùng kẻ thù giao chiến trọng thương mà chết, theo thời gian trôi qua, tiêu gia cùng nạp lan ra quan hệ cũng càng ngày càng ít, huân nhi khẽ dừng lại. Nhìn tiêu viêm hai mắt mở lớn, không khỏi đắc ý cười khẽ một tiếng, nói tiếp, nạp lan kiệt lão đầu này vô cùng kiệt ngạo, hơn nữa cực kỳ để ý mặt mũi, hôn sự năm đó hắn đã đáp ứng cho nên, tiêu viêm ca ca mấy năm nay thanh danh cực kém hắn, cũng chưa từng phái người đến hối hôn, lão đầu này đích xác kiệt đến đáng yêu. Nghe đến đây, tiêu viêm cũng nhịn không được cười lắc đầu. Nạp lan kiệt trong gia tộc có tuyệt đối quyền lực, lời hắn nói ra, không một ai dám phản đối, tuy nhiên hắn cũng rất yêu thương cháu gái nạp lan yên nhiên, bất quá muốn hắn mở miệng giải trừ hôn ước cũng có chút khó khăn. Huân Nhi xinh đẹp ánh mắt híp lại, hài hước nói, nhưng năm năm trước, Nạp Lan Yên Nhiên bị Vân Lam Tông chủ Vân Vận Thu làm đệ tử, năm năm thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện ra tuyệt giai tu luyện thiên phú, làm Vân Vận cực kỳ sùng ái. Khi một người có đủ thực lực thay đổi vận mệnh của mình, thì hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp đem những chuyện mình không thích giải quyết đi. Rất bất hạnh, hôn sự của Tiêu Viêm ca ca và nàng là thứ nàng không hài lòng nhất. Người muốn nói, nàng lần này đến đây để giải trừ hôn ước, sắc mặt biến đổi, tiêu viêm trong lòng mạnh mẽ dâng lên một trận tức giận, tức giận này không phải vì nạp lan yên nhiên kỳ thị hắn. Nói thật, thiếu nữ đối diện tuy rất xinh đẹp, nhưng tiêu viêm cũng không phải một cái sắc lang, nếu không thể kết duyên tần tấn, tiêu viêm cũng chỉ có chút tiếc nuối mà thôi. Nhưng nếu nàng thật sự tại trước mặt mọi người đối với phụ thân của mình, đề ra thỉnh cầu giải trừ hôn ước, như vậy thân là tộc trưởng phụ thân, mặt mũi sẽ mất hết nạp lan yên nhiên không chỉ có xinh đẹp, địa vị hiển hách, thêm vào thiên phú tuyệt hảo, bất cứ ai khi nói đến việc này thì đều cho rằng hắn là cóc đòi ăn thịt thiên nga lại bị thiên nga giẫm nát dưới chân lời nói như vậy sau này không chỉ có tiêu viêm cho dù là phụ thân hắn cũng sẽ trở thành trò cười của người khác mất hết uy nghiêm nhẹ nhàng hấp một hơi khí lạnh bàn tay giấu trong tay áo cũng gắt gao nắm chặt lại nếu mình bây giờ là một đấu sư ai còn dám trà đạp lên ta như vậy đích xác nếu tiêu viêm lúc này có đấu sư thực lực cho dù là nạp lan yên nhiên có chỗ dựa là vân lam tông cũng không dám làm như vậy 15 tuổi đấu sư, tại đấu khí đại lục nhiều năm lịch sử cũng chỉ có vài người, mà mấy người này đều trở thành đấu khí tu luyện giới Thái Sơn bắt đầu. Một bàn tay mềm mại lặng lẽ xuyên qua ống tay áo, nắm chặt tay tiêu viêm, huân Nhi ôn nhu nói, tiêu viêm ca ca, nàng làm như vậy chính là tổn thất của nàng mà thôi, huân nhi tin tưởng, sau này nàng sẽ vì ánh mắt nông cạn của mình mà hối hận. Hối hận. Suy tiếu một tiếng, khuôn mặt tiêu viêm tràn đầy tự diễu, ta bây giờ, có tư cách đó, huân nhi người đối với bọn họ hình như rất rõ ràng người trước kia theo ta nói một số việc có lẽ ngay cả phụ thân ta cũng không biết người vì sao lại biết được vỗ nhẹ tay áo ngữ khí của tiêu viêm bỗng nhiên chuyển đổi hỏi huân nhi chấn động cũng chỉ mỉm cười không nói bạn đang đọc truyện tại http chu yên phun v nhìn huân nhi tránh né tư thế tiêu viêm chỉ có thể bất đắc dĩ liếm liếm môi huân nhi tuy cũng họ tiêu bất quá cùng hắn không có chút huyết thống quan hệ nào hơn nữa Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ gặp qua cha mẹ của Huân Nhi. Mỗi khi hắn hỏi phụ thân, phụ thân hắn cũng ngậm miệng không nói, hiển nhiên hắn đối với cha mẹ của Huân Nhi rất kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Tại trong lòng Tiêu Viêm, thân phận của Huân Nhi cực kỳ thần bí, nhưng mặc kệ hắn hỏi thế nào, tiểu Ni từ này sẽ thông minh lấy trầm mặc ứng đối làm Tiêu Viêm có kế hoạch, cũng không chỗ thi triển ai, coi như thua người, không nói thì không nói vậy. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại bởi vì lão giả tại nạp lan yên nhiên không ngừng thúc giục ánh mắt vị lão giả kia rốt cục cũng đứng lên a à, a à, nhờ vân lam tông hướng phụ thân thị uy sao nạp lan yên nhiên này thật sự là rất có thủ đoạn trong lòng tiêu viêm vang lên phẫn nộ cười lạnh chương năm tụ khí tán khái nguyệt bào lão giả ho nhẹ một tiếng đứng dậy đối với tiêu chiến chắp tay mỉm cười nói tiêu tộc trưởng lần này đến quý gia tộc chủ yếu là có việc muốn cầu a à, a à, các diệp tiên sinh có việc gì cứ nói là được nếu có khả năng làm, tiêu gia sẽ không chối từ. Đối với vị lão giả này, tiêu chiến cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên khách khí nói. Bất quá cũng không biết đối phương muốn cầu việc gì, nên cũng không dám chắc chắn. a à, tiêu tộc trưởng, người biết nàng không? Các Diệp mỉm cười, chỉ vào thiếu nữ bên cạnh mỉm cười hỏi. Ách, thứ cho tiêu chiến vụng về, vị tiểu thư này là. Nghe vậy, tiêu chiến ngẩn người, dò xét thiếu nữ một chút, có chút xấu hổ lắc lắc đầu. Bạn đang đọc truyện tại www Chuyện phun năm đó Nạp Lan Yên Nhiên được Vân Vận Thu làm đệ tử lúc 10 tuổi, tại Vân Lam Tông tu luyện 5 năm thời gian, cái này gọi là nữ đại thập bát biến, nhiều năm không gặp, Tiêu Chiến tự nhiên không nhận ra thiếu nữ này là con dâu trên danh nghĩa của mình. Khái, nàng tên là Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên, cháu gái của Nạp Lan lão gia tử Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chiến đầu tiên là giật mình, ngay sau đó là thần tình vui mừng, có lẽ là nhớ lại việc năm đó, lập tức đối với thiếu nữ lộ ra ôn hòa nụ cười thì ra là nạp lan chất nữ, tiêu thúc thúc đã nhiều năm chưa gặp lại ngươi, đừng trách thúc thúc mắt mờ. Bỗng nhiên xuất hiện một màn, làm mọi người thoáng ngẩn ra, ba vị trưởng lão nhìn nhau, lông mày không khỏi cao lại, tiêu thúc thúc, chất nữ nhiều năm không đến bái kiến, người nên bồi tội là ta mới phải, đâu dám trách tội tiêu thúc thúc. Nạp lan yên nhiên mỉm cười ngọt ngào nói, a à. a, nạp lan chất nữ, trước kia nghe nói người được vân vận đại nhân thu làm môn hạ, lúc đó còn tưởng là lời đồn, không nghĩ tới lại là thật, chất nữ thiên phú thật là tốt a, à. tiêu chiến tán thưởng cười nói, đó là yên nhiên vận khí tốt, nhợt nhạt cười, nạp lan yên nhiên có chút ăn không tiêu nhiệt tình của tiêu chiến, tay khẽ kéo kéo các diệp bên cạnh, a à, a, tiêu tộc trưởng, việc tại hạ muốn thỉnh cầu hôm nay cùng yên nhiên có quan hệ, hơn nữa việc này do chính tông chủ đại nhân mở lời, các diệp cười khẽ một tiếng, lúc nhắc tới tông chủ hai chữ, biểu tình trên khuôn mặt có chút thoáng trịnh trọng, sắc mặt hơi đổi, tiêu chiến thu liễm nụ cười. Vân Lam Tông tông chủ Vân vận chính là gia mã đế quốc đại nhân vật, hắn nho nhỏ một cái tộc trưởng, nửa điểm đều không thể đắc tội. Bằng thế lực và thực lực của hắn, có việc gì lại cần tiêu ra hỗ trợ? Cát Diệp nói cùng nạp Lan chất nữ có quan hệ, chẳng lẽ, nghĩ đến đó, khóe miệng Tiêu Chiến hơi giật giật, bàn tay run nhè nhẹ, bất quá có tay áo che giấu nên cũng không bị phát hiện. Mạnh mẽ áp chế lửa giận, thanh âm có chút phát run nói, "Cát Diệp tiên sinh, mời nói." Khái, trên mặt Cát Diệp bỗng nhiên xuất hiện một mặt xấu hổ bất quá nhớ tới tông chủ đối với Nạp Lan Yên Nhiên cực kỳ yêu thương, chỉ có thể cắn chặt răng, cười nói, "Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết, Vân Lam Tông môn quy nghiêm lệ, hơn nữa tông chủ đại nhân đối với Yên Nhiên kỳ vọng rất cao, cơ bản đã đem nàng bồi dưỡng trở thành tông chủ đời tiếp theo của Vân Lam Tông. Do một chút đặc thù quy củ, truyền nhân của tông chủ trước khi chính thức trở thành tông chủ đều không thể cùng nam tử qua lại, tông chủ đại nhân hỏi qua Yên Nhiên, biết được nàng cùng Tiêu gia còn có một thân sự, cho nên, cho nên tông Chủ đại nhân muốn mời tiêu tộc trưởng có thể giải trừ hôn ước này. Ca. Chiếc chén ngọc thạch trong tay tiêu chiến, bỗng nhiên biến thành một trùng phấn mặt bên trong đại sảnh, không khí có chút yên tĩnh. Ba vị trưởng lão cũng bị lời nói của các diệp chấn động, bất quá một lúc sau, bọn họ nhìn về phía tiêu chiến ánh mắt đã thêm một mặt châm chọc cùng cười nhạo, hắc hắc, bị người ta đến cửa mạnh mẽ giải trừ hôn ước. Xem tộc trưởng ngươi về sau còn có uy vọng gì để quản lý gia tộc. Một ít thiếu nam thiếu nữ cũng không biết tiêu viêm cùng nạp lan yên nhiên có hôn ước, Bất quá sau khi hỏi cha mẹ bên cạnh, sắc mặt bọn họ đột nhiên trở nên phấn khích, cười nhạo cùng châm chọc ánh mắt hướng đến tiêu viêm, nhìn tiêu chiến sắc mặt âm trầm. Nạp lan yên nhiên cũng không dám ngẩng đầu, ngón tay khẩn trương chắp vào nhau. Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này có chút làm khó cho ngươi, bất quá xem tại mặt mũi của tông chủ đại nhân, giải trừ hôn ước đi. Bất đắc dĩ hít một hơi, các diệp nhàn nhạt nói tiêu chiến nắm chặt tay, nhàn nhạt thanh sắc đấu khí dần dần bao trùm thân thể, cuối cùng còn ẩn ẩn hội tụ trên mặt một cái hư ảo đầu sư tử tiêu gia cao nhất công pháp, cuồng sư nộ cương. Cấp bậc, huyền giai trung cấp, nhìn phản ánh của tiêu chiến, khuôn mặt của các diệp cũng ngưng trọng lên, thân hình đứng chắn trước nạp lan yên nhiên. Hai tay mạnh mẽ đan vào nhau, thanh sắc đấu khí hội tụ tại ưng chảo, tản ra sắc bén kiếm khí vân lam tông cao thâm công pháp, thanh mộc kiếm quyết. Cấp bậc, huyền giai sơ cấp, theo khí tức của hai người tản ra, bên trong đại sảnh thực lực hơi yếu thiếu niên sắc mặt đều trắng bệch, trong ngực đều có chút khó chịu. Ở lúc tiêu chiến hô hấp càng thêm rồn dập Ba vị trưởng lão chói tay thanh âm như sấm sét tại trong đại sảnh vang lên. Tiêu Chiến còn không mau dừng tay. Ngươi đừng nên quên mình là Tiêu gia tộc trưởng. Thân hình cứng đờ, đấu khí trên thân thể Tiêu Chiến chậm rãi thu liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất đắt mông ngồi lại trên ghế. Tiêu Chiến sắc mặt đạm mạc nhìn Nạp Lan yên nhiên đang cúi đầu không nói, thanh âm có chút khàn khàn nói. Nạp Lan chất nữ, phách lực rất tốt a. À. Nạp Lan túc có nữ nhi như người thực làm người khác hâm mộ a. À. Thân thể khẽ run rẩy, Nạp Lan yên nhiên ngập ngừng nói tiêu thúc thúc, a à a, à, gọi ta tiêu tộc trưởng là được, thúc thúc xưng vị, ta không nhận nổi, ngươi là vân lam tông tương lai tông chủ, sau này cũng là đấu khí đại lục phong vân nhân vật, viêm nhi nhà ta chẳng qua là một người tư chất bình thường, thật sự không xứng với ngươi. Nhàn nhạt phất tay, tiêu chiến ngữ khí lạnh lùng nói đa tạ tiêu tộc trưởng giải thích. Nghe vậy, các diệp mừng rỡ, đối với tiêu chiến bồi tiếu, tiêu tộc trưởng, tông chủ đại nhân biết yêu cầu hôm nay có chút không lễ phép, cho nên để tại hạ mang đến một vật, coi như là bồi lễ, Nói xong, Cát Diệp khẽ chạm vào giới chỉ trên ngón tay, một cái cổ hạp bằng ngọc trống rỗng xuất hiện trong tay, cẩn thận mở ra, một cỗ dị hương nhất thời tràn ngập đại sảnh, tất cả mọi người tinh thần đều thư giãn ba vị trưởng lão tò mò ngẩng đầu, nhìn bên trong hộp ngọc, thân thể đều chấn động, kinh thanh nói, tụ khí tán. Chương 6, luyện dược sư bên trong cổ hạp, một viên thuốc toàn thân màu xanh, to bằng mắt rồng đang lặng lặng nằm, mà cỗ mê người dị hương bắt đầu từ bên trong phát ra, tại đấu khí đại lục, muốn trở thành một đấu giả chân chính. Điều kiện đầu tiên là phải ngưng tụ đấu khí toàn trong cơ thể, mà ngưng tụ đấu khí toàn cũng có hiệu suất thất bại không nhỏ. Sau khi thất bại, chín đoạn đấu khí sẽ trở lại 8 đoạn, một số người vận khó không tốt, nói không chừng phải ngưng tụ 10 lần mới có thể thành công. Mà ngưng tụ lặp lại nhiều lần như vậy, làm mất đi giai đoạn tu luyện tốt nhất, kết quả là tổn hao tiền đồ. Tụ khí tán, tác dụng của nó là giúp một vị có chín đoạn đấu khí có 100% thành công ngưng tụ đấu khí toàn. Loại đặc hiệu này làm cho vô số người muốn nhanh chóng trở thành đấu giả mơ ước không thôi ngày đêm đều nghĩ mà không thể được nói đến tụ khí tán không thể không nói đến người chế tạo nó luyện dược sư đấu khí đại lục có một loại chức nghiệp còn cao quý hơn đấu giả mọi người gọi bọn họ là luyện dược sư luyện dược sư tên như ý nghĩa bọn họ có thể luyện chế ra nhiều loại thần kỳ đan dược để tăng thêm thực lực tất cả các luyện dược sư đều sẽ được các thế lực bằng bất cứ giá nào kiệt lực chiêu nạp thân phận cực kỳ hiển hách luyện dược sư có thể có đãi ngộ như vậy tự nhiên cũng rất ít ỏi muốn trở thành một luyện dược sư điều kiện cực kỳ hà khắc đầu tiên tự thân thuộc tính phải là hỏa tiếp theo tại trong hỏa thể còn phải có thêm một tia mộc khí có hiệu quả trung hòa khi luyện dược phải biết rằng trên đấu khí đại lục thuộc tính của con người quyết định bởi linh hồn của họ vĩnh viễn chỉ có một thuộc tính không thể có thuộc tính khác lẫn vào cho nên một thân thể có hai loại thuộc tính mạnh yếu không giống nhau cơ bản là không có khả năng đương nhiên không có việc gì là tuyệt đối trong hàng triệu người sẽ có một số linh hồn bị biến dị mà người có biến dị linh hồn sẽ có tiềm lực trở thành một luyện dược sư bất quá đơn giản chỉ có hỏa mộc hai thuộc tính linh hồn cũng chưa thể xưng là một luyện dược sư chân chính bởi vì một điều kiện không thể thiếu khác của luyện dược sư đó là linh hồn cảm giác lực cũng có thể gọi là linh hồn tố tạo lực luyện chế đan dược trọng yếu nhất là ba điều kiện tài liệu hòa trùng linh hồn cảm giác lực tài liệu đương nhiên là các loại thiên tài địa bảo luyện dược sư cũng không phải thần không có cực phẩm tài liệu, bọn họ cũng không thể làm ra được gì nên hồn, bởi vậy, tài liệu tốt là phi thường trọng yếu. Hỏa chủng cũng chính là ngọn lửa mà luyện dược sư cần để luyện chế đan dược. Loại lửa bình thường không thể sử dụng, mà phải dùng ngọn lửa do hỏa thuộc tính đầu khí tạo thành. Đương nhiên, trong thế gian cũng có rất nhiều thiên địa dị hỏa. Một số luyện dược sư có thực lực mạnh mẽ mới có thể sử dụng. Dùng dị hỏa để luyện dược, không chỉ đem thành công hiệu suất tăng lên rất nhiều, hơn nữa đan dược luyện ra sẽ có dược hiệu mạnh hơn đan dược dùng hỏa diễm đấu khí luyện ra bởi vì luyện dược cần rất nhiều thời gian luyện chế cực kỳ tiêu hao đấu khí bởi vậy mỗi vị kiệt xuất luyện dược thật ra đều là một hỏa diễm đấu giả mạnh mẽ điều kiện cuối cùng đó là linh hồn cảm giác lực tại lúc luyện dược hỏa hầu cao hay thấp đều là cực kỳ trọng yếu đôi lúc chỉ cần hỏa hầu hơi mạnh một chút cả lò đan dược sẽ hóa thành cho bụi cho nên thao khống hỏa hầu là việc luyện dược sư bắt buộc phải học nhưng muốn thao khống hỏa hầu thì phải có cường hãn linh hồn cảm giác lực Mất đi điểm này, cho dù hai điều trên có tốt thế nào cũng chỉ là vô dụng. Tại mấy loại hà khắc điều kiện này, người có tư cách trở thành luyện dược sư, đương nhiên là phượng mau lân giáp. Mà luyện dược sư ít, các loại thần kỳ đan dược tự nhiên cũng rất hiếm hoi, vật càng ít mới càng quý giá, cũng vì vậy mới tạo nên thân phận tôn quý thậm chí có chút kỳ hình. Thân phận Bên trong đại sảnh, nghe ba vị trưởng lão kinh ngạc âm thanh, các thiếu nam thiếu nữ ánh mắt đều trừng lớn, Từng đôi nóng cháy ánh mắt gắt cao tập trung tại chiếc hộp ngọc trên tay các Diệp Tiêu Mị, ngồi bên cạnh phụ thân, lưỡi liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng, con mắt nhìn chiếc hộp ngọc chớp cũng không chớp một cái. "A à, a, đây là danh dự trưởng lão của bổn tông, cổ Hà đại nhân tự mình luyện chế, có lẽ các vị đã nghe qua tên của lão nhân gia hắn chứ?" Nhìn ba vị trưởng lão thất thố bộ dáng, Cát Diệp trong lòng nhịn không được có chút đắc ý, mỉm cười nói: "Viên thuốc này do Đan Vương cổ Hà luyện ra." Nghe vậy, ba vị trưởng lão đều giật mình biến sắc. Đan Vương Cổ Hà, tại Gia Mã Đế Quốc có sức ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ, luyện dược tay nghề thần kỳ khó lường. Vô số cường giả đều muốn cung nghênh nhưng đều không thể tìm ra. Cổ Hà không chỉ có thần kỳ luyện dược thuật, thực lực cũng đã sớm bước vào đấu vương chi cảnh, có tên trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Một nhân vật như vậy, tụ khí tán do hắn luyện chế ra, chỉ sợ giá trị sẽ tăng thêm vài lần. Ba vị trưởng lão đều vui vẻ ra mặt nhìn tụ khí tán trong hộp ngọc. Nếu gia tộc có viên tụ khí tán này, chỉ sợ sẽ có năng lực sáng tạo ra một thiếu niên đấu giả. Trong lúc ba vị trưởng lão đang tìm cách đem đan dược đoạt tới tay cho tôn tử của mình, thiếu niên áp chế tức giận nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Cát Diệp lão tiên sinh, người nên đem đan dược thu hồi lại, việc hôm nay chúng ta sẽ không đáp ứng. Đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều truyền đến khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ở đây có chỗ cho người nói chuyện, cầm miệng cho ta. Sắc mặt trầm xuống, một vị trưởng lão tức giận quát, tiêu viêm lui ra đi ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu bất quá chúng ta sẽ thay ngươi làm chủ một vị lớn tuổi lão giả khác cũng nhàn nhạt nói ba vị trưởng lão nếu hôm nay hối hôn đối tượng của bọn họ là con hoặc cháu các ngươi thì các ngươi có thể dễ chịu như vậy sao tiêu viêm chậm rãi đứng dậy khóe miệng châm chọc cười hỏi ba vị trưởng lão khinh thường hắn vậy hắn cũng không phải giả vờ trước mặt họ ngươi nghe vậy ba vị trưởng lão đều bị kìm hãm tam trưởng lão tính tình táo bạo đã trừng mắt đấu khí chậm rãi hiện lên. Ba vị trưởng lão, tiêu viêm ca ca nói không sai, việc này, hắn là người trong cuộc, các ngươi không cần xen vào. Thiếu nữ nhẹ nhàng thanh âm, tại đại sảnh lạnh nhạt vang lên. Bạn đang đọc chuyện được copy tại nghe thiếu nữ nhỏ nhẹ thanh âm, ba vị trưởng lão tức giận bỗng nhiên hạ xuống, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Nhìn ba vị trưởng lão Huệ oải, tiêu viêm quay đầu lại, chăm chú nhìn tiêu hân nhi đang cười, tiểu ni tử ngươi, thân phận cuối cùng là gì? vì sao lại làm ba vị trưởng lão kiêng kỵ như thế áp chế nghi vấn trong lòng tiêu viêm nhanh chóng bước lên đối với tiêu chiến cung kính hành lễ sau đó xoay người đối mắt với nạp lan yên nhiên bình tĩnh mở lời hỏi nạp lan tiểu thư ta muốn hỏi một chút việc hối hôn hôm nay nạp lan lão gia tử đã đáp ứng chưa tiêu viêm bỗng nhiên ra tay ngăn cản nạp lan yên nhiên đã có chút không vừa lòng đôi mi thanh tú nhíu lại người này lúc đầu xem cũng không sai tại sao lại là một người đáng ghét như vậy chẳng lẽ hắn không nhận ra tranh lệch giữa hai người sao? Nàng trong lòng trách cứ tiêu viêm, cũng không nghĩ qua, nàng trước mặt mọi người để ra hối hôn cử chỉ làm cho tiêu viêm, cùng phụ thân hắn lâm vào cực kỳ phẫn nộ và xấu hổ tình cảnh đứng dậy, nhìn thiêu niên sẽ trở thành chồng mình sau này, nạp lan yên nhiên ngữ khí bình thản, ra ra chưa từng đáp ứng, bất quá đây là việc của ta, cùng hắn không quan hệ. Một khi lão gia tử chưa đáp ứng, vậy phụ thân ta cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi, hôn sự trước kia là hai lão gia tử tự mình mở miệng, bây giờ họ không mở miệng giải trừ thì hôn sự này không ai dám giải, nếu không người đó sẽ là tiết độc trưởng bối. Ta nghĩ, trong gia tộc chúng ra, không nên làm ra loại việc ngỗ nghịch như vậy chứ. Tiêu viêm khẽ quay đầu, cười lạnh nhìn ba vị trưởng lão. Bị tiêu viêm đội cho một cái nón lớn như vậy, ba vị trưởng lão nhất thời cứng lại, tê dòng gia tộc xâm nghiêm. Loại tội danh này đủ để làm bọn họ mất đi vị trí trưởng lão. Ngươi, nghe tiêu viêm nói, nạp lan yên nhiên dùng mình cũng không tìm được lời nào phản bác, tức giận đến nỗi khuôn mặt có chút trắng bệch, giẫm chân thật mạnh, hít một hơi, đại tiểu thư tính tình cũng bị kích phát, chán ghét nhìn thiếu niên trước mặt. Nàng trong lòng phiền muộn, trực tiếp nói rõ ràng, ngươi muốn gì mới có thể giải trừ hôn ước? Bồi thường ít. Được, ta có thể bảo lão sư cho ngươi ba viên tụ khí tán, mặt khác, nếu ngươi nguyện ý, ta còn có thể cho ngươi tiến vào Vân Lam tông tu tập cao thâm đấu khí công pháp, như vậy đủ chưa? Nghe thiếu nữ một câu nói ra mê người điều kiện, Ba vị trưởng lão sắc mặt nhất thời cảm giác hô hấp dồn dập lên. Đám thiếu niên trong đại sảnh đều nuốt một ngụm nước miếng. Vào Vân Lam tông tu tập? Trời ạ, đó chính là việc mà vô số người mơ tưởng. A à nói xong mấy điều kiện này, Nạp Lan Yên Nhiên nhếch lên chiếc cằm trắng nõn, cao ngạo như công chúa đợi Tiêu Viêm trả lời. Tại nhận thức của nàng, loại điều kiện này đủ để làm bất cứ thiếu niên nào điên cuồng. Chương 7. Hưu. Bất đồng với tâm trạng chờ mong của Nạp Lan Yên Nhiên, sau khi nàng nói xong, thiếu niên trước mặt thân thể kịch liệt run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú non nớt bây giờ giữ tợn đến mức đáng sợ, tuy ba năm lúc nào cũng chịu sự châm chọc, bất quá trong lòng tiêu viêm cũng có giới hạn của chính hắn, hành động cao cao tại thượng này của nạp lan yên nhiên, vừa lúc dẫm lên trên phần tôn nghiêm còn lại ở trong lòng tiêu viêm. A, à, bị thiếu niên giữ tợn bộ dáng làm hoảng sợ, thiếu nữ lui về sau một bước, vì anh Tuấn thanh niên bên cạnh rút ra trường kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn tiêu viêm. Ta thực sự rất muốn giết ngươi răng nghiến lại lộ ra sát ý lẫm nhiên nói tiêu viêm nắm chặt tay đen nhánh con ngươi thiêu đốt ngọn lửa bạo nộ bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm viêm nhi không thể vô lý tiêu chiến ngồi trên thủ vị cũng hoảng sợ vì hành động của tiêu viêm vội vàng quát tiêu ra hiện nay không đắc tội nổi vân lam tông a à, nắm tay hung hăng nắm lại tiêu viêm khẽ cúi đầu một lúc sau lại nhẹ nhàng ngẩng lên chỉ có điều sắc mặt khủng bố lúc trước đã trở thành bình tĩnh trong 3 năm, tuy chịu hết kỳ thị cùng châm chọc, bất quá cũng đoán tạo ra lòng ẩn nhẫn vượt xa người bình thường nạp lan yên nhiên. Trước mặt là người mà Vân Lam Tông sủng ái, nếu mình bây giờ làm gì nàng, chỉ sợ sẽ mang đến cho phụ thân vô số phiền toái, cho nên, hắn phải nhẫn, nhìn thiếu niên trước mặt đột nhiên thu liễm nột tâm cảm xúc, cát diệp cùng nạp lan yên nhiên trong lòng bỗng nhiên cảm giác có chút phát lạnh, tiểu tử này, nếu ngày sau là phế vật thì không sao, nếu hắn thực sự có lực lượng, tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Trong lòng Cát Diệp ngưng trọng tự nói, "Tiêu Viêm, tuy không biết vì sao hành động của ta làm ngươi phẫn nộ như vậy, bất quá, ngươi vẫn giải trừ hôn ước đi." Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Nạp Lan Yên Nhiên từ bên trong hoảng sợ bình tĩnh lại, khuôn mặt trầm xuống nói, "Hãy nhớ kỹ, lần này đến Tiêu gia là do lão sư của ta, Vân Lam tông tông chủ tự mình cho phép." Liếm liếm miệng, Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ này, "Ngươi có thể xem hành động này là uy hiếp, bất quá, ngươi cũng rõ ràng sự thật chính là như vậy, không có gì là tuyệt đối công bình. Tuy không chưa so sánh, nhưng người cũng biết rõ tranh lệch của chúng ta. Cơ bản là không có gì hy vọng, nghe thiếu nữ như thần linh thẩm phán, khóe miệng tiêu viêm tràn ra một trận cười lạnh, nạp lan tiểu thư. Người nên biết, tại đấu khí đại lục, bên nữ hối hôn sẽ làm đối phương có bao nhiêu khó chịu. À à, ta ra mặt dày, thật ra không sao, nhưng phụ thân của ta. Hắn là tộc trưởng một tộc, hôm nay nếu đáp ứng yêu cầu của ngươi, sau này sẽ quản lý tiêu gia như thế nào còn có mặt mũi sống ở ô thản thành. Nhìn thiếu niên khuôn mặt tràn ngập tức giận, nạp lan yên nhiên khẽ nhíu mày, khóe mắt liếc qua thủ vị, nhìn khuôn mặt đột nhiên trở nên già đi của tiêu chiến, trong lòng cũng có chút xin lỗi, cắn nhẹ môi, trầm ngâm một chút, đôi mắt linh động chuyển động một chút, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, việc ngày hôm nay, thực sự là do yên nhiên có chút lỗ mãng, hôm nay, ta có thể tạm thời thu hồi yêu cầu giải trừ hôn ước, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một ước định. Ước định gì? Tiêu viêm nhíu mày hỏi, yêu cầu hôm nay, ta có thể hoãn lại 3 năm, 3 năm sau, ngươi đến Vân Lam Tông khiêu chiến ta, nếu thua, ta sẽ giải trừ hôn ước trước mặt mọi người. Lúc đó, ngươi cũng đã tiến hành ra tộc trưởng, thành nghi thức, nên dù có thua, cũng sẽ không làm tiêu thúc thúc quá mức mất mặt, ngươi có dám tiếp nhận. Nạp Lan yên nhiên nhàn nhạt nói, a à, đến lúc đó thua, đích xác sẽ không làm phụ thân mất đi thanh danh. Nhưng đối với mình, có lẽ cả đời sẽ phải mang theo sự sỉ nhục của thất bại, nữ nhân này, thật sự là độc ác trong lòng bi phẫn cười khuôn mặt tiêu viêm tràn ngập châm chọc nạp lan tiểu thư ngươi không phải không rõ ràng tình trạng của viêm nhi ngươi bảo nó lấy gì để khiêu chiến ngươi vũ nhục nó như vậy có ý tứ gì tiêu chiến tay đập tại trên bàn cực kỳ tức giận tiêu thúc thúc việc hối hôn này phải có một bên gánh vác trách nhiệm nếu không vì bảo toàn mặt mũi của ngài yên nhiên bây giờ sẽ mạnh mẽ giải trừ hôn ước sau đó công bố với mọi người vài lần bị ngăn cản nạp lan yên nhiên cũng có chút không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn tiêu viêm quát lạnh ngươi đã không muốn là tiêu thúc thúc mất mặt vậy thì tiếp lấy ước định ba năm sau cùng bây giờ ngươi chọn cách trước hay cách sau nạp lan yên nhiên ngươi không cần làm ra cường thế tư thái như vậy ngươi muốn thối hôn không phải cho rằng tiêu viêm ta là một phế vật không xứng với thiên tri kiêu nữ như ngươi nói thật ngươi ngoại trừ xinh đẹp các thứ khác căn bản không lọt nổi vào mắt ta vân làm tông đích xác rất mạnh nhưng ta vẫn còn trẻ thứ ta có chính là thời gian ta 11 tuổi trở thành một đấu giả, mà ngươi, nạp lan yên nhiên, lúc 11 tuổi, ngươi có mấy đoạn đấu khí. Đúng vậy, bây giờ ta là phết vật, 3 năm trước ta có thể sáng tạo kỳ tích, vậy sau này, ngươi cho rằng ta không thể sáng tạo. Thiếu nữ nóng nảy khí thế, tiêu viêm đang trầm mặc rốt cục bùng nổ, khuôn mặt lạnh lùng, một câu nói làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Không ai có thể nghĩ, thiếu niên ngày thường trầm mặc ít nói lại có thể nói ra những câu lợi hại như vậy. Nạp lan yên nhiên mấp máy môi, Tuy bị đánh giá của Tiêu Viêm làm tức giận đến khuôn mặt cứng đờ, bất quá cũng không thể chối, lời Tiêu Viêm nói đều là sự thật, cho dù hắn bây giờ là phế vật, trước kia 12 tuổi trở thành một đấu giả cũng chính là sự thật, mà Nạp Lan Yên Nhiên lúc đó cũng chỉ có 8 đoạn đấu khí mà thôi. Nạp Lan tiểu thư, xem tại mặt mũi của Nạp Lan lão gia tử, Tiêu Viêm khuyên ngươi vài câu, 30 năm Hà Đông, 30 oi năm Hà Tây, mà khi thiếu niên cùng. Tiêu Viêm lạnh lùng lời nói, làm Nạp Lan Yên Nhiên thân thể run lên hay hay cho một câu mạc khi thiếu niên cùng con của tiêu chiến ta quả nhiên bất phàm trên thủ vị tiêu chiến hai mắt sáng ngời hai tay đập mạnh lên mặt bàn làm nước trà đổ ra cắn răng nhìn thiếu niên đang cười lạnh trước mặt nạp lan yên nhiên hàng năm đều được người khác yêu quý chưa từng bị bạn cùng lứa tuổi giáo huấn qua lập tức tức giận đến đầu phát ngất non nớt thanh âm cũng có chút bén nhọn ngươi dựa vào cái gì để giáo huấn ta cho dù thiên phú của ta không bằng ngươi trước kia nhưng bây giờ ngươi chính là một cái phế vật Tốt, nạp lan yên nhiên ta sẽ chờ ngày ngươi mạnh hơn ta, việc giải trừ hôn ước hôm nay ta có thể hoãn lại, bất quá ba năm sau, ta ở Vân Lam Tông chờ ngươi, để ta xem trình độ của ngươi đã đến thế nào. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, nạp lan yên nhiên ta kiếp này sẽ làm nô tỳ của ngươi, mọi việc đều nghe lời. Đương nhiên, nếu ba năm sau ngươi vẫn là một phế vật, vậy thì ngoan ngoãn giao ra khế ước giải trừ hôn ước. Nhìn thiếu nữ sắc mặt hắng giọng, tiêu viêm, cười nhạo mở miệng không cần đợi ba năm sau, ta đối với ngươi không có nửa điểm hứng thú. Nói xong, cũng không thèm nhìn nạp lan yên nhiên khuôn mặt băng hàn, xoay người, bước nhanh đến trước bàn, cầm bút viết. Giấy hết, bút dừng, tiêu viêm tay phải rút ra đoàn kiếm trên bàn, mũi kiếm sắc bén cứa lên tay trái, xuất hiện một đạo huyết khẩu. Bàn tay nhiễm máu, tại trên giấy trắng, lưu lại huyết ấn chói mắt, nhẹ nhàng đọc lại phần khế ước này, tiêu viêm cười lạnh một tiếng. Lúc di đến trước mặt nạp lan yên nhiên, bàn tay đập mạnh tờ giấy trên mặt bàn, đừng nghĩ tiêu viêm ta để ý đến thiên tài lão bà như ngươi, tờ khế ước này, không phải là khế ước giải trừ hôn ước, mà là bổn thiếu gia đem ngươi trục xuất tiêu gia hưu chứng. Từ nay trở đi, ngươi, nạp lan yên nhiên cùng tiêu gia ta không có quan hệ. Ngươi, ngươi dám hưu ta. Nhìn khế ước trên bàn, hai mắt nạp lan yên nhiên trừng lớn, không dám tin nói. Bằng mỹ mạo, thiên phú cùng bối cảnh của nàng, lại bị phế vật của một tiểu gia tộc trực tiếp đuổi. Loại đột biến tình huống này làm nàng cảm giác quá không chân thật lạnh lùng nhìn nạp lan yên nhiên kinh ngạc bộ dáng tiêu viêm đột nhiên xoay người quỳ xuống đối với tiêu chiến lạnh một cái cắn chặt môi quật cường không nói một lời mặc dù trong gia tộc trên danh nghĩa là đem nạp lan yên nhiên trục xuất gia tộc nhưng việc này truyền ra người khác cũng sẽ không cho rằng như vậy người không biết sẽ cho rằng nạp lan yên nhiên lấy bối cảnh mạnh mẽ làm tiêu ra thối hôn dù sao lấy thiên phú xinh đẹp bối cảnh của nạp lan yên nhiên phối với một phế vật thiếu gia là tuyệt đối xước xước có thừa không ai cho rằng tiêu viêm sẽ có phách lực đến vân lam tông là trưởng đại nhân, mà như vậy tiêu chiến sẽ phải chịu vô số châm chọc. Nhìn tiêu viêm quỳ dưới đất, hiểu được hắn vô cùng xin lỗi, tiêu chiến lạnh nhạt cười nói, ta tin tưởng con của ta sẽ không phải cả đời phế vật. Mấy lời đồn nhảm, sau này sự thật trước mặt không công mà phá. Phụ thân, ba năm sau, viêm nhi sẽ tự mình đến vân lam tông, vì ngài rửa sạch mỗi nhục hôm nay. Khóe mắt có chút ướt át, tiêu viêm lại thật mạnh một cái sau đó lập tức đứng dậy không do dự đi khỏi đại sảnh tại lúc đi qua nạp lan yên nhiên tiêu viêm cước bộ lại dừng lại thanh đạm non nớt lời nói lạnh như băng xuất ra ba năm sau ta sẽ tới tìm ngươi bóng của thiếu niên tại mặt trời chiếu xuống bị kéo ra thật dài cô độc mà buồn bã nạp lan yên nhiên khẽ nhách miệng khuôn mặt có chút mờ mịt nhìn bóng dáng gần biến mất kia khế ước trong tay bỗng trở nên nặng như ngàn cân ba vị nếu các ngươi đã đạt được mục đích thì mời trở về đi Nhìn thiếu niên rời đi, tiêu chiến sắc mặt đạm mạc, nắm tay giấu tại trong tay áo cũng đã nắm chặt đến mức ngón tay trắng bệch. Tiêu thúc thúc, việc hôm nay, yên nhiên hướng ngài xin lỗi, sau này có thời gian, mời ngài đến nạp lan ra làm khách. Khom người hành lễ với sắc mặt hờ hững tiêu chiến, nạp lan yên nhiên cũng không muốn ở lâu, đi ra khỏi đại sảnh. Cát diệp cùng vị anh tuấn thiếu niên kia cũng vội vàng đuổi kịp. Tụ khí tán cũng mang đi. Tay vung lên, chiếc hộp ngọc trên bàn cũng bị tiêu chiến lạnh lùng ném bay ra ngoài. Cát Diệp đưa tay về phía sau, vững vàng bắt được chiếc hộp, cười khổ một tiếng, đem nó thu vào trong giới chỉ. Tiểu thư của nạp lan ra, hy vọng sau này ngươi sẽ không vì đại tiểu thư hành động hôm nay mà hối hận. Còn nữa, đừng tưởng rằng có Vân Lam Tông là chỗ dựa, mà hoành hành vô kỵ, đấu khí đại lục rất to lớn, người mạnh hơn Vân Vận cũng có không ít. Lúc ba người nạp lan yên nhiên sắp đi ra khỏi cửa, thiếu nữ nhẹ nhàng thanh âm, mang theo nhàn nhạt lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Cước bộ của ba người đều đình chỉ, ánh mắt khẽ biến, nhìn vào nhìn tự y thiếu nữ trong góc đang nhẹ nhàng lật một trang sách ánh mặt trời, từ cửa sổ chiếu vào, vừa vặn đem thiếu nữ bao trùm, từ xa nhìn lại giống như một đóa hoa sen màu tím đang nở rộ, thanh tịnh đẹp đẽ, không dính một chút bụi trần. Dường như cảm thấy ánh mắt của ba người, thiếu nữ ngẩng mặt, đôi mắt như giống như thu thủy, bỗng nhiên cháy lên một kim sắc hỏa diễm rất nhỏ, nhìn ngọn lửa màu vàng trong mắt thiếu nữ. Thân thể cát diệp mạnh mẽ run lên, thần sắc hoảng sợ bao trùm già nua khuôn mặt, bàn tay khô héo khẩn trương nắm lấy tay của nạp lan như nguyệt và vị thanh niên kia giống như chạy chối chết ra thoát ra khỏi đại sảnh hành động của cát diệp ngoài vài người trong đại sảnh những người khác đều không khỏi thần sắc kinh ngạc chương 8, thần bí đích lão giả thần sắc đạm mạc rời đi đại sảnh tiêu viêm hồn bất thủ xá theo thói quen ngày thường đi lên gia tộc hậu sơn ngồi trên núi bình tĩnh nhìn vách núi hiểm trở được sương mù bao phủ nơi này chính là ma thú sơn mạch nổi tiếng của gia mã đế quốc a à a à, thực lực Thế giới này, không có thực lực thì ngay cả một cục cứt chó cũng không bằng. Ít nhất, cứt chó cũng không ai dám dẫm lên. Bả vai nhẹ nhàng động đậy, thiếu niên trầm thấp tiếng cười, mang theo bi phẫn quanh quẩn trên đỉnh núi. Mười ngón tay cắm vào một đầu tóc đen, tiêu viêm gắt cao cắn môi, tùy ý để máu trào ra khóe môi. Mặc dù ở đại sảnh hắn cũng không biểu hiện cảm xúc không ổn, nhưng mỗi câu nói của nạp lan yên nhiên đều như một lưỡi dao cắt tại trong lòng, làm tiêu viêm cả người run rẩy. nỗi nhục hôm nay, ta không muốn chịu thêm lần thứ hai giơ lên tay trái có một đạo vết thương thanh âm của tiêu viêm khàn khàn nhưng lại tràn ngập kiên định hắc hắc tiểu oa oa xem ra ngươi cần trợ giúp a à, tại lúc trong lòng tiêu viêm hạ lời thề một đạo già nua quái dị tiếng cười bỗng nhiên truyền vào tai sắc mặt biến đổi tiêu viêm xoay người ánh mắt lợi hại như ưng quét tại phía sau nhưng không phát hiện nửa cái thân ảnh hắc hắc không cần tìm ta ở trên ngón tay ngươi đang lúc tiêu viêm cho rằng chính mình ảo giác quái dị tiếng cười lại bất ngờ truyền ra Hai mắt nheo lại, ánh mắt của Tiêu Viêm đột nhiên dừng ở tay phải, hắc sắc cổ xưa giới chỉ, "Là ngươi đang nói?" Tiêu Viêm cố nén sợ hãi trong lòng, cố gắng làm thanh âm của mình bình tĩnh xuống. Định lực của tiểu oa oa cũng không tệ, không bị dọa đến nỗi nhảy xuống dưới. Bên trong giới chỉ vang lên hài hước tiếng cười, "Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong giới chỉ của ta? Ngươi muốn làm gì?" Thoáng trầm mặc một lúc, Tiêu Viêm thanh âm rõ ràng hỏi ra mấu chốt vấn đề, "Ta là ai ngươi bây giờ không cần biết." dù sao ta cũng không hại ngươi ai nhiều năm như vậy rốt cuộc gặp được một người có linh hồn cường độ đạt tiêu chuẩn thật là may mắn hắc hắc bất quá cũng phải cảm ơn ba năm cung phụng của tiểu oa oa ngươi a à. nếu không chỉ sợ ta vẫn còn đang ngủ say cung phụng nghi hoặc trừng mắt nhìn một lúc sau khuôn mặt của tiêu viêm trượt âm trầm xuống âm hàn mấy chữ từ trong miệng gian nan nói ra đấu khí trong cơ thể biến mất khó hiểu là do ngươi dở trò quỷ hắc hắc, ta cũng chỉ bị bắt buộc a, à, tiểu oa oa cũng đừng trách a, à, ta thảo nhĩ mụ DKM em, em luôn tự xưng là trầm ổn bình tĩnh tiêu viêm, giờ phút này giống như một tên điên quát lớn lên, khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, cũng không quản đây là di vật mẫu thân lưu lại cho mình, đem giới chỉ kéo ra khỏi tay, sau đó ra sức ném đi. Giới chỉ vừa mới ra khỏi tay, trong lòng tiêu viêm kêu lớn một tiếng, vội vàng bắt lại, nhưng chiếc nhẫn đã lập tức rơi xuống vách núi. Ngẩn người nhìn giới chỉ biến mất trong sương mù, tiêu viêm ngẩn ra một lúc khuôn mặt chậm rãi bình tĩnh lại ảo não vỗ vỗ chán ngu xuẩn quá lỗ mãng quá lỗ mãng biết được thứ làm mình chịu nhục trong ba năm nay chính là chiếc nhẫn thường đeo cũng khó trách tiêu viêm sẽ thất khống thành bộ dáng này tại bên cạnh vách núi ngồi một lúc tiêu viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu đứng dậy xoay người hai mắt chừng lớn ngón tay kinh hãi chỉ vào thứ trước mặt tại trước mặt tiêu viêm lúc này huyền phù một cái hắc sắc cổ xưa giới chỉ làm tiêu viêm khiếp sợ chính là bên trên chiếc nhẫn đang bay một đạo trong suốt giả nua thân ảnh hắc hắc, tiểu oa oa, không cần nổi giận như vậy chứ. Cũng chỉ là hấp thu ba năm đấu khí mà thôi. Trong suốt lão giả, tiếu mị mị nhìn tiêu viêm trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, mở miệng nói. Khóe miệng run rẩy một trận, trong thanh âm của tiêu viêm, áp lực tức giận, lão gia hỏa, ngươi ở bên trong giới chỉ, vậy cũng có thể biết vì ngươi hấp thu đấu khí của ta, làm ta phải chịu bao nhiêu nhục nhã đi. Nhưng trong ba năm nhục nhã này, ngươi đã trưởng thành đúng không? Ngươi cho rằng ba năm trước ngươi có được cách ẩn nhẫn cùng tâm trí như bây giờ sao? Không phủ nhận cười, lão giả thản nhiên nói. Nhướng mày, tâm tình của tiêu viêm cũng dần dần bình phục, sau khi nổi giận qua đi, hân hỉ theo đó mà đến, một khi đã biết vì sao đấu khí biến mất, vậy bây giờ, thiên phú của hắn cũng theo đó mà trở lại. Chỉ cần tưởng tượng có thể bỏ đi danh hiệu phế vật, thân thể tiêu viêm giờ phút này như được sống lại, cảm giác cực kỳ thư giãn. Lão đầu đáng giận trước mặt, nhìn kỹ lại cũng không quá mức đáng ghét có những thứ chỉ có lúc mất đi mới biết tầm quan trọng của nó mất đi mà lấy lại được sẽ làm con người càng thêm quý trọng nhẹ nhàng vận động cổ tay một chút tiêu viêm thở ra một hơi ngẩng đầu nói tuy không biết ngươi là ai bất quá ta muốn hỏi một việc ngươi sau này còn muốn hấp thụ đấu khí của ta nữa hay không nếu muốn thì ta khuyên ngươi nên đi tìm một chủ nhân khác ta nuôi không nổi ngươi bạn đang đọc truyện được copy tại hh người khác cũng không có linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ như ngươi Lão giả vuốt vuốt râu mỉm cười, "Một khi ta đã lựa chọn hiện thân, vậy sau này không được ngươi đồng ý, ta sẽ không hấp thu đấu khí của ngươi nữa." Tiêu Viêm trừng mắt nhìn, cuời lạnh không nói, hắn đã có chủ ý, bất kể lão gia hỏa này có hoa ngôn xảo ngữ thế nào đi nữa, cũng sẽ không để hắn ở cạnh mình. "Tiểu oa oa, muốn mạnh lên sao? Muốn được người khác tôn sùng sao?" Tuy trong lòng đã đem lão giả xem là người không nên động vào, bất quá tại lúc hắn nói ra những lời này, trái tim của Tiêu Viêm cũng nhịn không được đập mạnh hơn bây giờ ta đã biết vì sao đấu khí lại biến mất, bằng thiên phú của ta, mạnh lên còn cần nhờ ngươi sao? Chậm rãi hít một hơi, tiêu viêm nhàn nhạt nói, trong lòng hắn biết, trong thiên hạ không có đạo lý ăn không uống không, tự nhiên nhận ân huệ của một người thần bí cũng không phải là một sáng suốt quyết định, tiểu oa oa, thiên phú của ngươi tự nhiên rất tốt, nhưng ngươi nên biết, ngươi bây giờ đã 15 tuổi, mà đấu khí của ngươi mới có ba đoạn, ta hình như nghe qua, năm sau ngươi sẽ tiến hành trưởng thành nghi thức đi. Ngươi cho rằng, ngươi có thể trong một năm, chỉ dựa vào chăm chỉ tu luyện mà có thể đột phá lên bảy đoạn đấu khí. Hơn nữa ngươi còn cũng nữ oa oa kia có 3 năm ước hẹn, nữ oa oa kia thiên phú cũng không kém ngươi bao nhiêu, ngươi nghĩ ngươi có thể vượt qua nàng, đâu có dễ như vậy. Lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn, bây giờ lại giống như một đóa cúc hoa nở rộ. Nếu không phải ngươi hấp thu đấu khí của ta, ta có thể bị nàng vũ nhục như vậy. Lão hỗn đản ngươi. Bị lão giả nói đến chỗ đau, khuôn mặt Tiêu Viêm lại trở nên âm trầm, tức giận cắn răng mắng to lên mắng một tiếng xong, tiêu viêm lại uể oải. Việc đã đến nước này, mắng gì đi nữa cũng không thể đòi lại được. Tu luyện đấu khí lấy trụ cột làm trọng, năm đó mình 4 tuổi luyện khí, luyện sáu năm mới đến 9 đoạn. Cho dù thiên phú hồi phục như cũ, trong một năm, tu luyện đến 7 đoạn đấu khí, khả năng thành công là rất nhỏ. Uể oải thở dài một hơi, ánh mắt của tiêu viêm lại nhìn lão giả có vẻ cao thâm khó lường kia, trong lòng chợt động, liến môi nói, ngươi có biện pháp? Có lẽ vậy. Lão giả hàm hồ cười quái dị nói, ngươi trợ giúp ta trong một năm tu luyện đến bảy đoạn đấu khí, vậy việc ngươi hấp thu đấu khí của ta ba năm coi như xóa bỏ, thế nào? Tiêu viêm hỏi thăm dò. Hắc hắc, tiểu oa oa rất giỏi toán kế a. À. Nếu ngươi không giúp được gì, ta còn mang trên người làm gì? Ta xem, ngài vẫn nên tìm một cái thân xác khác đi, tiêu viêm cười lạnh nói. Nói chuyện một lúc, hắn cũng nhìn ra trong suốt lão giả này, hình như không thể tùy tiện hấp thu đấu khí của người khác. Thật là một cái miệng lưỡi lợi hại tiểu oa oa, tốt, tốt, ai bảo lão nhân gia còn có việc muốn nhờ tiểu gia hỏa như ơi đây. Bất đắc dĩ gật gật đầu, lão giả thân hình hạ xuống đất, ánh mắt tại trên người tiêu viêm dò xét, một trận quái dị tiếng cười hiện lên trên mặt, sau đó lập tức tiêu tán. Trần trừ một lúc, tựa hồ rất không tình nguyện mở miệng nói, ngươi muốn trở thành luyện dược sư không? Tiêu viêm rũi rũi tay, nhàn nhạt nói, muốn ta tiếp tục cung phụ ngươi, ngươi cũng nên xuất ra một chút thành ý đi chứ. Ngươi một chút cũng không giống một cái 15 tuổi thiếu niên, xem ra ba năm này, Ngươi đã trưởng thành rất nhiều, việc này xem như ta tự ăn ác quả sao. Nhìn tiêu viêm, lão già ngẩn ra, sau đó có chút giở khóc giở cười lắc đầu. Chương 9, dược lão luyện dược sư. Nghe vậy, tiêu viêm dùng mình, ngay sau đó lại nhíu mày, tại đấu khí đại lục, chỉ cần là người, đều muốn trở thành luyện dược sư, nhưng nghề nghiệp này ai cũng có thể làm được sao. Mấy cái điều kiện hà khắc, thanh âm đột nhiên ngừng lại, tiêu viêm ngẩng mạnh đầu, há hốc miệng, ta đạt yêu cầu, phi thường hân thưởng thần sắc hỗn loạn bao gồm mừng như điên cùng chờ đợi của tiêu viêm lão giả vuốt râu ra vẻ suy nghĩ một chút lại dò xét một phen tựa hồ có chút khó xử thở dài tuy miễn cưỡng coi như có tư cách bất quá ai bảo ta thiếu ngươi một cái nhân tình a à, ai được rồi coi như là đền bù cho ngươi đi liếc mắt nhìn lão giả vẻ mặt miễn cưỡng trong lòng tiêu viêm phát giác lão gia hỏa nói miễn cưỡng đủ tư cách có điểm giả dối bất quá hắn lúc này cũng không hỏi thêm trong lúc vui vẻ vẫn còn có vài phần hoài nghi, cho dù ta đạt tới điều kiện, nhưng luyện dược sư bình thường đều do lão sư tự tay dạy, ngươi, chẳng lẽ cũng là một vị luyện dược sư? Nhìn tiêu viêm khuôn mặt tràn đầy hoài nghi, lão giả hắc hắc cười, ngực khẽ ướn lên, trong thanh âm cũng ẩn ẩn lộ ra một cỗ kiêu ngạo, đúng vậy, ta chính là một luyện dược sư. Chớp mắt một cái, ánh mắt tiêu viêm nhìn lão giả cũng thay đổi. luyện dược sư A, đó chính là hy hữu sinh vật. Lão tiên sinh, xin hỏi một chút, ngài trước kia là mấy phẩm luyện dược sư? Tiêu Viêm liếm liếm môi, non nớt thanh âm thêm một phần khách khí. Đấu khí đại lục, luyện dược sư tuy rất ít, bất quá vì thân phận tôn quý, nên cũng có cấp bậc chế độ rõ ràng, từ thấp đến cao, chia làm chính phẩm. Chủ nhân của tụ khí tán mà Nạp Lan Yên nhiên mang đến chính là Đan Vương Cổ Hà, là một lục phẩm luyện dược sư, tại luyện dược giới của gia mã đế quốc có thể nói là đệ nhất. Mấy phẩm? Hắc hắc, nhớ không rõ nữa, ai, tiểu tử, cuối cùng ngươi có học hay không a? À? lắc lắc đầu bỗng nhiên lão giả có điểm không kiên nhẫn hỏi học học tiêu viêm không hề do dự vội vàng gật đầu luyện dược sư cho dù là tại thế lực lớn như vân lam tông cũng phải cung phụng chân quý cấp bậc nhân vật a hắc hắc nguyện ý nguyện ý thì mau bái sư đi lão giả khoanh chân ngồi trên một tảng đá gian trá cười nói còn phải bái sư sao lời thừa ngươi không bái sư còn muốn ta khuynh nang tương thụ nằm mơ sao lão giả ném cho tiêu viêm một cái chừng mắt hiển nhiên, tính tình cổ hủ lão nhân, rất để ý đến thầy trò quan hệ. Bất đắc dĩ, liếm liếm miệng, vì trở thành một luyện dược sư tôn quý, tiêu viêm cũng đành phải cung kính tiến hành bái sư lễ với lão giả. Nghiêm mặt tiếp nhận lễ số của tiêu viêm, lão giả bây mới hài lòng gật gật đầu, trong thanh âm cũng thêm vài phần thân thiết, ta tên dược lão, lai lịch của ta bây giờ còn chưa nên nói cho ngươi, tránh làm ngươi phân tâm, ngươi chỉ cần biết, giống cái tên xưng là đan vương kia, thật ra cũng chỉ là một cái rắm khóe miệng một trận run rẩy, tiêu viêm nhìn lão giả tùy ý bộ dáng, lời vừa muốn nói ra lại nuốt xuống, lão nhân này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Danh chấn gia mã đế quốc đan vương cổ hà, là cái rắm. Nếu nói lời này ra, chỉ sợ sẽ bị cả gia mã đế quốc cười nhạo thành người bị thần kinh đi. Hít nhẹ một hơi, áp chế khiếp sợ trong lòng, tiêu viêm di chuyển ánh mắt, cười hắc hắc nói, không biết lão sư định dùng biện pháp gì giúp ta một năm đạt đến thất đoạn đấu khí. Tuy ba năm nay đấu khí của ngươi một mực lui lại, nhưng cũng vì vậy mới đem đến căn cơ vững, chắc hơn người bình thường, tu luyện đấu khí, căn cơ là quan trọng nhất. Sau này ngươi sẽ cảm nhận được, ba năm thực yếu đi đem rất nhiều chỗ tốt đến cho ngươi. Nụ cười của Dược lão chậm rãi thu liễm, nghiêm mặt nói Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, hắn quả thật không biết thực lực lui lại có thể mang đến cái gì chỗ tốt. Vậy khi nào mới dạy ta luyện dược thuật a? Tiêu Viêm chuyển đông con ngươi, đem chú ý chuyển đến việc trọng yếu nhất, muốn trở thành luyện dược sư, cần phải có hòa diễm đấu khí chống đỡ cho nên trước khi học tập luyện dược thuật, ngươi ít nhất phải trở thành một đấu giả, cùng với tu luyện một môn hỏa thuộc tính đấu khí công pháp. Hỏa thuộc tính công pháp? Hắc hắc, lão sư, một khí ta đã là đệ tử của ngươi, vậy ngươi lấy vài quyển thiên giai hỏa thuộc tính công pháp cho ta tu luyện chứ? Tiêu Viêm giơ tay ra, cười nói, quỷ xà, ngươi cho thiên giai công pháp là cỏ dại trên đất a? Miệng ngươi sinh ra để làm gì? Nghe vậy, Dược lão khuôn mặt run lên, giờ khóc giờ cười mắng, lão đầu một khi đã gia nhập môn hạ của ngươi chẳng nhẽ vẫn bắt ta phải đi tìm công pháp trong gia tộc chắc công pháp đứng đầu hỏa thuộc tính của gia tộc theo ta nhớ cũng chỉ là hoàng giai cao cấp việc này cũng quá ngươi cũng quá keo kiệt a à. khuôn mặt của tiêu viêm rất là buồn bực tiểu tể tử là lão sư không phải lão đầu bị cách xưng hô của tiêu viêm làm tức giận đến mở to mắt dược lão không nghĩ đến tiểu gia hỏa này vừa bái sư xong đã xưng hô như cũ hừ một khi đã gia nhập môn hạ của ta tự nhiên sẽ không keo kiệt với ngươi, thiên giai công pháp, ta không có. Bất quá ta có công pháp so với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn, ngươi muốn học hay không? Hừ nhẹ một tiếng, trong mắt dược lão bỗng nhiên tràn đầy mưu mô. So với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn. Trong lòng nhảy dựng lên, tiêu viêm nuốt một ngụm nước miếng, con ngươi màu đen lãng lẽ nóng cháy. Đó là công pháp cấp bậc nào? Hoàng giai sơ cấp. Dược lão mỉm cười, làm khuôn mặt tiêu viêm nhất thời cứng ngắc lại. Lão đầu, ngươi lửa ta, một lát sau, trên đỉnh núi vang lên tiếng thiếu niên phẫn nộ rít gào. Nhìn tiểu gia hỏa trước mặt tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, Dược lão đắc ý cười, có thể đem Tiêu Viêm bình tĩnh như một tiểu yêu quái tức thành bộ dáng này, hắn thật sự rất có thành tựu cảm giác. Công pháp kia có gì quỷ dị? Trừng mắt nhìn Dược lão hài hước khuôn mặt, Tiêu Viêm bỗng nhiên im lặng, nhíu mày hỏi: "Nó có thể tiến hóa?" Thoáng trầm mặc, Dược lão mỉm cười nói: đồng tử co rụt lại, hai mắt tiêu viêm chớp cũng không chớp nhìn dược lão trước mặt, một lúc sau, mới lắc lắc đầu, không có khả năng. Ta chưa nghe nói qua công pháp nào có khả năng tiến hóa. Thiết, tiểu tử ngươi thì biết cái gì, đấu khí đại lục vô cùng rộng lớn, kỳ nhân dị sự số bất thắng số. Trong mắt một cái tiểu gia hỏa chưa từng đi khỏi gia mã đế quốc như ngươi, việc không thể xảy ra, nhiều như biển. Dược lão khinh thường châm chọc. Tiêu viêm bị kìm hãm, lại lập tức không phục nói, chẳng lẽ ngươi đã nghe nói qua có công pháp có thể tiến hóa dược lão nụ cười cứng lại một lát sau mới cười lắc đầu nói bởi vì không có nên mới có thể biểu hiện ra cái độc đáo của nó a à. thực sự có thể tiến hóa nhìn dược lão tiêu viêm nhịn không được lại mở miệng hỏi thực sự có thể tiến hóa dược lão phi thường khẳng định gật đầu ngươi từng tu luyện tiêu viêm lại hỏi bạn đang đọc truyện tại http chu yên phun vnx chưa từng Dược lão kiền tiếu lắc đầu. Vậy đã có ai từng tu luyện? Ách, không có. Trên chán, gân xanh hiện ra, tay tiêu viêm gắt gao nắm vào nhau, cố nén xúc động muốn đấm một phát, thanh âm áp lực tức giận, chưa ai tu luyện qua, vậy vì sao ngươi biết nó có thể tiến hóa? Vì trên công pháp giới thiệu như vậy. Dược lão san san cười. Thực sự có loại công pháp như vậy. Mày gắt gao nhíu lại, tiêu viêm chủ trừ một lát, sau đó mới chuyển đen nhánh con ngươi, nói, có thể để ta xem không? Hắc hắc, cười quái dị nhìn lướt qua tiêu viêm sắc mặt tò mò. Dược lão khóe miệng nhách lên, bỗng nhiên lại chuyển lời nói, tính toán một chút, người bây giờ xem cũng không có tác dụng, vẫn nên chờ đến khi trở thành một đấu giả, ta sẽ đưa nó cho ngươi. Bàn tay đưa ra có chút cứng ngắc, khóe miệng tiêu viêm hung hăng giật giật một lúc, thanh âm từ bên trong hàm răng bức ra hai chữ, ngươi ngoan. Sảng khoái cười to vài tiếng, dược lão vô thị ánh mắt tràn ngập lửa giận của tiêu viêm, cười nói, nhiệm vụ hiện nay, chính là trong một năm đem đấu khí cảo ngươi tu luyện đến bảy đoạn. Ngươi có biện pháp gì? Tiêu Viêm mạnh mẽ áp chế lòng hiếu kỳ với thần bí công pháp kia, cắn răng hỏi. Sơ đoạn đấu khí tu luyện, chủ yếu là mở rộng kinh mạch, đoán tạo thân thể, cường hóa mạch lạc, tạo ra căn cơ để ngưng tụ đấu khí sau này, vì thân thể trong độ tuổi này yếu ớt cùng dễ dàng tố tạo nhất, cho nên trình tự tu luyện này phải tuần tự mà tiến, không thể nhờ ngoại lực nâng đỡ, nếu không đấu khí sau này trở nên cường đại thì kinh mạch sẽ không chịu nổi cường đại đấu khí trùng kích mà đoạn mạch nhân vong." Dược lão thần sắc ngưng trọng nói, "Đối với việc này, Tiêu Viêm cũng hiểu được, trong 3 năm hắn trở thành phế vật, phụ thân hắn vì nóng vội mà muốn mạnh mẽ quán chú đấu khí vào cơ thể, bất quá mỗi lần đều tại lúc khẩn yếu quan đầu mà thất bại, cho nên Tiêu Viêm rất rõ ràng lợi hại quan hệ trong đó." Dược lão liếc mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh Tiêu Viêm, vừa lòng gật gật đầu, cười nói, "Đối với những người khác thì như vậy, nhưng ngươi thì bất đồng." trụ cột của cơ thể ngươi đã từ 3 năm trước đã vô cùng kiên cố, hơn nữa trong 3 năm này ngươi cũng cực kỳ chăm chỉ, chưa bao giờ bỏ một ngày tu luyện, cho nên, trụ cột hiện tại của ngươi, vi sư có thể không khách khi nói, phi thường tốt. Ngươi chẳng lẽ muốn dùng ngoại lực để cao thực lực của ta? Ví dụ như ăn đan dược. Tiêu Viêm con mắt chuyển động. Không sai biệt lắm, bất quá, lấy kinh mạch cứng cỏi trình độ của ngươi, cũng không thể chịu nổi bất kỳ loại đan dược nào trùng kích, cho dù là cấp thấp nhất tụ khí tán cũng không thể. Dược lão nhàn nhạt, nhạt cười nói, cấp thấp nhất là tụ khí tán. Ngón tay run rẩy, tiêu viêm có chút trắng dã mắt, kỳ dược tại gia mã đế quốc có thể bán đến thiên giới, đến trong miệng thần bí lão sư của mình lại trở thành thứ thấp cấp nhất. Hai loại khác biệt này làm tiêu viêm thực sự kinh ngạc. Vậy ngài có biện pháp gì? Thầm hít một hơi, tiêu viêm khôi phụ bình tĩnh, nhíu mày thấp giọng nói. a à, à, hiệu lực của đan dược rất lớn, dễ làm tổn thương kinh mạch, cho nên chúng ta phải dùng càng ôn hòa phương thức. Dược lão mỉm cười nói, ngày mai, ngươi chuẩn bị ba cây diệp lan thảo tuổi càng lớn càng tốt, còn có, hai gốc tẩy cốt hoa, cái này độ tuổi tùy ý. Nga, đúng rồi, còn phải có một viên mộc hệ một cấp ma hạch. Mấy thứ này đều là tài liệu cấp thấp, ngươi có thể kiếm được, có người lên đây, ta về giới. Chỉ trước, mặt khác, đừng để bất cứ ai biết sự tồn tại của ta, kể cả người mà ngươi thân cận nhất. Nói xong, dược lão cũng bất kể tiêu viêm miệng càng ngày càng mở lớn, lập tức tiến vào hắc sắc giới chỉ, giới chỉ khẽ run lên, Chuẩn xác đeo trên ngón tay của Tiêu Viêm ba cây hoàn chỉnh từ Diệp Lan thảo, hai gốc tẩy cốt hoa, một cái mộc hệ một cấp ma hạch. Lão gia hỏa, ngươi cho ta là vương tử của hoàng thất sao? Vài thứ này cộng lại, ít nhất là 1 ngàn kim tệ a. À. Ta nhiều năm tiết kiệm cũng bất quá mới có 400 kim tệ, vừa đủ mua một viên ma hạch một cấp a. À. Tiêu Viêm trừng mắt thật lớn, đối với giới chỉ quát to. Đó là việc của ngươi, hắc hắc, ta chỉ có trách nhiệm làm ra ôn dưỡng linh dịch, người khác muốn mua cũng không được cho người bỏ tiền mua một ít tài liệu cũng đau lòng thành bộ dáng này. Dược lão hài hước thanh âm tại trong lòng tiêu viêm vang lên. Mẹ nó, thứ luyện dược sư làm ra đích thực nhiên chỉ có kẻ có tiền mới dùng được. Tiêu viêm bất giác dĩ cười khổ một tiếng, hắn tại tiêu ra mỗi tháng lĩnh tiền tiêu, cũng có không ít, mỗi lần hai oi kim tệ. Bằng số tiền này, một gia đình bình thường có thể no bụng một năm, nhưng lấy số tiền này mua tài liệu như dược lão nói quả thật chính là, cửu ngư nhất mao, không đáng kể mà thôi, cái này chính là tranh lệch ai chỉ có thể đi vay người khác, buồn bực thở dài một tiếng, Tiêu Viêm chậm rãi thu liễm cảm xúc, khuôn mặt hồi phục bình tĩnh trước kia, quay đầu lại nhìn sơn đạo phía dưới, một thân ảnh màu tím giống như tinh linh nhẹ nhàng mà đến. Chương 10, tá tiễn mũi chân nhẹ nhàng điểm trên sơn nham, Tiêu Huân Nhi giống như một con bướm màu tím, mạn diệu dáng người hiện ra đường mê người đường cong, nhẹ nhàng đi lên đỉnh núi, đầu ngẩng lên, ánh mắt quét về phía thiếu niên đứng bên cạnh vách núi. Nhìn thiếu niên, Huân Nhi có chút ngẩn ra, tuy chỉ nửa ngày không gặp Bất quá nàng cũng nhìn ra được, tiêu viêm bây giờ hình như so với trước kia, thêm một cái gì đó. Khi hai mắt gặp nhau, Huân Nhi rốt cuộc cũng cảm thấy thiếu niên có thêm cái gì, đó là tự tin. Sau ba năm, quang hoàn sáng trói nhất của thiếu niên rốt cuộc cũng quay lại. Có chút mê say nhìn nụ cười như ẩn như hiện của thiếu niên. Trên má tiêu Huân Nhi hiện ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu, cười yếu ớt nói, nhìn bộ dáng hiện tại của tiêu viêm ca ca, hình như không cần Huân Nhi đến an ủi người trải qua đả kích chẳng phải sẽ trưởng thành sao tiêu viêm nhún vai cười nói nàng nhất định sẽ phải hối hận huân nhi mân mê miệng cười nhẹ nói bộ dáng chắc chắn tựa như đang thẩm phán tiêu viêm nhàn nhạt cười tùy ý phùi phùi quần áo đi về hướng cô gái đi đến bên cạnh cười nhìn tiêu huân nhi đã cao gần bằng mình ánh mắt lại chuyển đến khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia trong lòng tiêu viêm bỗng có chút hoảng hốt đứa trẻ năm đó mũi chảy nước không mặc quần chạy theo mình đòi đi chơi hôm nay lại xinh đẹp động lòng ngươi như vây nhẹ nhàng cười cười thiếu niên ánh mắt ôn hòa bàn tay không khách khí nhéo nhéo khuôn mặt kinh ngạc của thiếu nữ cười nói huân nhi đã lớn a à, bất quá đừng quên tiêu viêm ca ca trước kia vì hái quả cho ngươi mà cả người bẩm tím chật vật bộ dáng bị hành động thân mật của tiêu viêm làm sừng sốt sau một lúc con người linh động trong suốt nhìn vào đôi mắt đen nhánh không mang theo chút tạp chất nào trong lòng huân nhi nhẹ nhàng cười lúc còn bé hắn thích nhéo khuôn mặt tròn chính của mình nhưng từ ba năm trước, sau chuyện đó, trong lòng hắn như có một bức tường, đem tất cả mọi người ngăn cản ở ngoài, cho dù mình có cố gắng như thế nào, đều sẽ bị thái độ không lạnh không nóng của hắn phải chán nản rời đi. Hắn thực sự đã trở lại. Bất quá, hắn vẫn đem ta trở thành thí trùng như lúc còn bé. Thật sự là một tên đầu gỗ. Nhẹ nhàng quệt quệt miệng, Huân Nhi lập tức lại trách cứ mình quá tham lam. Huân Nhi, ba năm nay, đừng trách tiêu viêm ca ca, đoạn thời gian đó, ta sống ngơ ngơ ngác ngác, bất quá còn tốt, có ngươi ở bên cạnh. Tiêu Viêm có chút xấu hổ gãi gãi đầu, xin lỗi nói. Huân Nhi ngọt ngào cười, ba năm nay chịu một ít ủy khuất, tại tiếng giải thích xanh xáp của thiếu niên, nhất thời tan thành mây khói. Khái, đúng rồi, Huân Nhi, trong tay ngươi còn bao nhiêu tiền a? À? Buông khuôn mặt mềm mại trong tay ra, Tiêu Viêm bỗng nhiên kiển tiếu hỏi, ở trong gia tộc, ngoại trừ phụ thân, cũng chỉ có Huân Nhi cùng hắn có quan hệ tốt. Hôm nay đã làm phụ thân mất mặt như vậy hắn cũng không có mặt mũi đi tìm phụ thân vay tiền cho nên đành phải đem ý niệm chuyển sang huân nhi nguồn chuyện tiền chớp đôi mắt trong suốt huân nhi ngạc nhiên nói tiêu viêm ca ca cần tiền sao khái muốn mua một số thứ còn thiếu một chút tiêu viêm đỏ mặt đây là lần đầu hắn vay tiền nữ hài tử a lần đầu thấy ngày thường lạnh nhạt tiêu viêm ca ca lộ ra quẫn bách bộ dáng tiêu huân nhi nhất thời có chút mở rộng nhãn giới che miệng cười duyên nói ta còn hơn một ngàn kim tệ có đủ không nếu không đủ trong lúc nói bàn tay để tại phía sau của huân nhi ngón tay khẽ động một cái tử kim tạp phiến đột ngột xuất hiện giữa hai ngón tay trên tạp phiến có năm đạo sóng ngợn màu sắc khác nhau ngũ văn tử kim tạp tại đấu khí đại lục ít nhất phải là đấu linh thực lực mới có tư cách dùng loại kim tạp đại biểu thân phận này đương nhiên một ít siêu nhiên thế lực cũng có loại tư cách này đủ rồi đủ rồi vui mừng gật gật đầu tiêu viêm lại nhịn không được muốn véo khuôn mặt xinh đẹp của huân nhi bất quá cũng mạnh mẽ dừng lại yên tâm sau này ta sẽ đem tiền trả lại ngươi vỗ vỗ ngực tiêu viêm hứa hẹn nói ai cần ngươi trả miệng nhếch lên tử kim tạp sau lưng huân nhi cũng bị nàng nhanh chóng thu lại đi thôi trời sắp tối rồi ngày mai ta đưa ngươi đi dạo ô thản thành tiêu viêm đối với thiếu nữ phất phất tay hưng phấn đi trước xuống chân núi đứng tại chỗ huân nhi mỉm cười đưa mắt nhìn thiếu niên đã hồi phục lại dáng vẻ tiêu sái ba năm trước nhẹ nhàng cười thấp giọng lẩm bẩm nói nạp lan yên nhiên ta cuối cùng nên hận ngươi hay nên cảm tạ ngươi sáng sớm ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào trên người thiếu niên đang khoanh chân tu luyện rất ấm áp hô tĩnh tọa một lúc lâu sau tiêu viêm hít một hơi thật sâu một dòng khí nhàn nhạt, nhạt mắt thường có thể thấy theo miệng mũi đi vào trong thân thể ôn dưỡng cốt cách đôi mắt đột nhiên mở bạch quang trong mắt bắn ra tiêu viêm vươn vai một cái thần tình say mê chính là cảm giác này ba năm a cảm giác mạnh lên rốt cuộc đã trở lại chậm rãi xuống giường hoạt động thân thể một chút, sau đó thay đổi một thân quần áo. Ngoài cửa nhẹ nhàng truyền đến thanh âm dễ nghe của Huân Nhi, tiêu viêm ca ca, còn chưa dậy. Nhà đầu này, tới thật sớm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiêu viêm xoay người, tại trong ngăn tủ tìm tòi một lúc, cuối cùng lấy ra một cái hộp nhỏ, cẩn thận mở ra, nhất thời một mảnh kim quang bắn ra, làm hai mắt tiêu viêm khẽ nheo lại, đây chính là toàn bộ tài sản của ta. Ôm lấy hộp tiền, tiêu viêm cười khổ lắc đầu, đẩy cửa đi ra, nhìn thanh xuân thiếu nữ đứng trước cửa, tiêu viêm không khỏi nhẹ nhàng cười một cái. Huân Nhi hôm nay, thay đổi một bộ trang sức màu xanh nhạt, thanh đạm nhanh sắc, lại khiến cho thiếu nữ thêm vài phần thanh thuần. Một cái quần dài bó sát chân, đem mảnh khảnh thon dài đùi đẹp bao lại, lộ ra đường cong. Chân dài, kiều đồn, bộ ngực đang phát dục. Huân Nhi hiện tại, không thể nghi ngờ rất giống diệu linh thiếu nữ trên địa cầu, tràn ngập sức sống cùng mê người thanh xuân hơi thở. Đương nhiên, không thể không nói đến cỗ đạm nhã độc đáo khí chất, tiêu viêm cũng chưa từng thấy qua tại các thiếu nữ khác. Cái này, là thứ ngươi cần. Nhìn tiêu viêm đi ra, Huân Nhi cười đưa ra tạp phiến màu đen, đây là tồn kim tạp bình thường, giá trị lớn nhất không thể vượt qua 5.000 kim tệ. Tiện tay cầm lấy hắc tạp, tiêu viêm trêu ghẹo nói, tiểu ni tử mặc đẹp như vậy làm gì? Chẳng lẽ hẹn hò cùng người khác sao? Phải a, à, phải a, à. đây là lần đầu tiên trong 3 năm tiêu viêm ca ca mời ta cùng ra ngoài, Huân Nhi rất thụ sủng nhược kinh nha, đương nhiên phải mặc đẹp một chút tiêu viêm thân mật trêu chọc, làm huân nhi đôi mắt híp thành hình bán nguyệt, cười duyên nói. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiêu viêm tâm tình đại hảo, cũng là cười vài. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nửa đường cũng gặp một ít tộc nhân, nhìn thấy hắn cùng huân nhi thân mật đàm tiếu bộ dáng, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ dị. Huân nhi hiện tại, vô luận là xinh đẹp hay thiên phú, đều là viên minh. Châu sáng nhất trong đám người tuổi trẻ của gia tộc, bình thường đều ôn nhã hòa khí, bất quá ở đằng sau nụ cười nhàn nhạt đó, cũng ẩn chứa một cỗ lạnh lùng cùng nàng chào hỏi dễ dàng muốn nói chuyện thêm rất khó không để ý đến thần sắc của mấy cái tộc nhân tiêu viêm dẫn huân nhi trực tiếp ra khỏi gia tộc sau đó thả chậm tốc độ nhàn nhã đi dạo trên đường ô thản thành không hồ là một trong những đại thành thị của gia mã đế quốc nhân khí cực kỳ thịnh vượng tuy mặt trời rất chói chan nhưng trên đường cái dòng người mãnh liệt thậm chí ngẫu nhiên còn thấy một ít kỳ dị chủng tộc có lẽ do có tiêu viêm làm bạn sau khi ra khỏi gia tộc Huân Nhi trở nên hoạt bát rất nhiều, lôi kéo bất đắc dĩ tiêu viêm, không ngừng chạy đi chạy lại, tiếng thiếu nữ nhẹ nhàng cười duyên, làm nóng bức ngã tư thêm vài phần thanh lương. Sau khi Huân Nhi chơi chán, tiêu viêm mới mang theo nàng đi tìm dược tài điếm gần đó, bỏ ra 900 kim tệ, mua ba gốc 20 năm tử diệp lan thảo cùng với hai gốc tẩy cốt hoa. Mấy thứ này đều là tài liệu cấp thấp, chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể mua được. Đương nhiên, nếu muốn tài liệu cao cấp, chỉ có thể tự mình đi tìm hoặc là đi phường thợ, đấu giá hội mấy địa phương nhìn tài sản còn lại trong tay tiêu viêm cười khổ lắc đầu bây giờ hắn rốt cuộc hiểu được tiền tại đấu khí đại lục có bao nhiêu trọng yếu dược tài tới tay thứ duy nhất còn thiếu đó là một cái nhất cấp mộc hệ ma hạch